Một size hay mấy size em? Mấy em không chị? Hello các chị yêu, hôm nay em thay lên muộn tí xíu nha. À, hôm nay tranh thủ 2 giờ thôi em Thanh sẽ lên giá rất là đặc biệt sốc cho các chị yêu luôn. Bây giờ các chị vào xem bấm chia sẻ like nha. Quan trọng là phải có tương tác, sang sale là mình phải có tương tác nha. Các chị chia sẻ mạnh tay lên cho các nhanh công khai 2 lần nè. Các chị bấm like cái. Rồi sau đó các chị comment cho em Thanh xếp bộ 199k. Bây giờ tặng cho tất cả mọi người nha. Hello chị yêu Nina Nhung Quỳnh. Rồi tặng cho tất cả mọi người chứ không tặng một bộ nữa. Bây giờ cái bộ xịn 400-500 ngàn ngày hôm nay em sẽ đem ra tặng cho mình. Đầu like ai có chia sẻ bấm comment liền luôn cho em set bộ kèm size vô báo size em. 2, 3, 2, 3 2X và 3X. À, chị Thúy Trần chị nhận được cái túi Fendi, túi và bộ Fendi rồi, đẹp, cảm ơn chị yêu. Rồi bây giờ các chị chia sẻ mạnh tay lên giúp em. Tại cái set này, cái set này là em nói trước luôn, tức là nó có set nó bị lem màu chút xíu, tức là cái phần vải trắng này nè nó bị lem cái màu đen qua, nhiều khi ship vô vậy nè mấy chị đó, nhưng mà không đáng kể. Các chị nhanh tay lên giúp em nha. À, chị Thúy Trần chị đặt serum cá hồi rồi mà sao chưa thấy, có gửi chưa? Hello chị yêu Yến Ngọc Mai. Rồi bây giờ em sẽ tặng cho các chị yêu cái set bộ này, nó lỗi nhẹ thôi. Lỗi nhẹ thôi nha. Với giá sốc là 199k cái set này, các chị biết cái set thể thao xịn này nè. 450 đúng không nè? 450 đúng không? Bây giờ em Thanh có hai size nha. 2X và 3X. Thì 2X là các chị tầm khoảng 60kg. Rồi 60kg đổ xuống mặt vừa nha. 3X thì các chị trên 60kg cho đến 65kg mặt vừa. Rồi, các chị nhanh tay lên giúp em nha. Cái set bộ này là set bộ cô tông xịn. Rồi set thể thao Gucci cao cấp. Đây. Và nó bị lỗi nhẹ, có bộ nó bị lem chút xíu, có bị em bung ra có bộ nào bị lem không em? Nó lem nhẹ thôi, không thấy. Đây là nhẹ chút xíu vậy thôi à. Đúng rồi. Đây các chị. Không thấy, nói chung là không có đáng kể. Đây nè, nó chút xíu, không có hề thấy luôn. Đó, không thấy đâu các chị yêu nha. Rồi các chị nhanh tay lên comment cho em Thanh xếp bộ 199k kèm size vô. Chị yêu nào 60kg đổ xuống thì mình 60-62kg đổ xuống, mấy chị chốt size 2X giúp em. Và chị nào trên 60kg cho đến 65-68kg chốt 3X. Ok, chị Hương Nguyễn 3X nè. Các chị nhanh tay comment cho em Thanh nha. Rồi bây giờ mình lên màu đi, có mấy màu em? Cái này có mấy bộ à thôi? Có mấy bộ à? 2X có mấy màu em? Cái này XL nữa nè. XL 23 luôn. Cái này có XL. Đây XL. Chốt size đi mấy chị, đừng lựa màu nha. Bây giờ XL với lại 2X và 3X nhanh tay lên comment chốt. Nè, cái quần của XL đâu em? Tôi chừng lộn đó nha. Rồi nhanh lên các chị ơi, nhanh lên nào. Bộ xịn. Đó, bây giờ như thế này, chia sẻ chỉ cần chia sẻ like thôi. Bây giờ chia sẻ like thôi, em Thanh không có chốt màu được đâu. Bây giờ còn cái nào mình tặng cái đó mà. 1X, 2X, 3X. Rồi, 1X, 2X và 3X chia sẻ like. Hai lần công khai trang cá nhân bấm like cái comment cho em Thanh. Set bộ 2X, 3X, 1, 2, 3 có 3 size luôn. 1X, 2X, 3X nha. Nhớ chia sẻ công khai bấm like cái nha. Để bình luận của mình nó nổi lên trước. Trời ơi, 450 em tặng 199k. Còn gì bằng nữa không? Cho nên các chị chỉ cần mình tương tác thôi. 2 giờ này em dành bán giá tặng. Các chị tranh thủ 1, 2, 3 chia sẻ đi nha. Chấm chấm cái đi bấm like. Quan trọng là các chị bấm like để cho cái tương tác nó có tương tác với cái bài. Thì khi mà các chị comment lên, bình luận của mình nó sẽ nổi lên trước nha. Ok, xong chưa? Bây giờ còn mấy bộ? Chia sẻ xong bấm like cái comment cho em Thanh là set bộ 199 nha, kèm size vô. Kèm size vô, cái set này là 450.
3x 70 kg vẫn vừa luôn, tại vì cái này là nó mềm, mềm giãn cực kỳ xịn. Và cái bộ này là nó lem nhẹ cái phần màu trắng nhưng mà không đáng kể. Em tặng cho mình giá đồng lai không đáng kể đâu mấy chị, tại vì cái phần màu đen bên đây nó hơi lem nhẹ qua đây xíu rồi, không đáng kể nha. Nhanh lên nhớ bấm chia sẻ like, rồi bấm like cái liền luôn giúp em Thanh nha. 1x, 2x và 3x chia sẻ xong comment size giùm em Thanh. Chị yêu nào chưa có mua lần nào thì mình comment số điện thoại. Các chị khách quen khách VIP thì chỉ cần comment size thôi ha. Ok chưa? Rồi nhanh tay lên các chị nha. Nhanh nào các chị ơi, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, tranh thủ 1 2 3. Em like tới 9 giờ mình ngưng nha, cho nên các chị lẹ lẹ tay lên chia sẻ xong bấm like liền luôn giúp em nha. Nhớ có tương tác thì mình mới chốt hàng nhanh được. Tại vì chút xíu nữa em lên những cái mẫu rất là đẹp luôn. Đây là cái chưa? 3x là 70 kg tối đa. Linh Trần lấy 3x. 1, 2, 3 nha mấy chị. 1x, 2x và 3x nha. Các chị tranh thủ lẹ tay lên em tặng mà. Quá trời. Quá đẹp, quá rẻ luôn ha. Hết mã này em sẽ lên mã khác liền luôn. Cho nên các chị nhanh nhanh lên mình chấm chấm để tương tác mình nổi lên. Quan trọng là chia sẻ xong bấm like liền luôn. Các chị bấm like cái video like này cái đi là mình có tương tác mạnh liền luôn á. Rồi ok chưa, nhanh tay lên nha. XL chị Hoa Mai đem. XL cho chị Hoa Mai. Trời, cái đồ kê điện thoại mà nó cùi bắp dễ sợ, bỏ luôn đi. Tình luôn á. Rồi. Xong chưa nè các chị ơi, còn mấy bộ XL, còn mấy size, còn mấy size. Em Thanh còn 3 bộ nữa. Các chị nhanh tay lên, mình ai mới vào sau thì chia sẻ liền luôn, bấm like liền luôn. Và chốt cái bộ xịn này với giá sốc là 199k. Cái này cái size nó ngẫu nhiên, cái màu với lại cái size nó ngẫu nhiên, cho nên mình không có lựa màu được. Em đang cầm là XL nha. Có túi luôn chị, bữa nay là lên tổng hợp. Em lên giá tặng tổng hợp duy nhất 2 tiếng đồng hồ giá tặng nha. Cái bộ này là không có 2, 3, 2, 3X gì trên. Cái bộ này em đang cầm là 1X. Rồi còn mấy X em? Còn 2X. 2X, 1, 2 đúng không? Rồi bộ 1 với bộ 2. 2X cho chị Văn Nguyễn Thị Kim. Các chị vào xem bấm chia sẻ like cái, bấm like liền luôn chấm chấm đi các chị. Thả tim đi để chi tương tác. 3X hết rồi. Em Thanh còn số 1 và số 2, các chị nhanh tay lên giùm em Thanh nha. Cái này là bộ thể thao xịn. Rồi ơi, 450, nhanh lên đi. Cái này là thông báo, em thông báo là nó bị lỗi nhẹ nha, nó bị lỗi nhẹ cho nên em sale tặng cho mình đầu like 199k, set này là 450. Rồi sale 199 thôi. Còn hai bộ, một bộ 1X và bộ 2X nữa là hết luôn. Nhanh tay lên giúp em 199k bộ xịn nha. Rồi chị nào mặc vừa cứ việc chốt size. Trời ơi, này nó mềm. Xuất sắc luôn ha. Rồi ai mặc vừa XL chốt XL. Cái mã này mình cần đúng màu cam thôi đúng không? Okay. Rồi em màu cam 1X cho chị Thu Kim nè. Còn không? Xuống 1X ha. Cái đó là 1 hay 2 vậy? Rồi 1X xuống nè. Chị Thu Kim. Ok. Em còn một bộ, còn hai bộ 2X nữa là hết luôn. 2X 65kg, 2X 65kg vừa không? Để em xem. Vừa chị ơi. 65kg cái chị từ 2X à 2X. 2X là vừa, rộng lắm. Cái này cái bộ này bộ xịn mà thoải mái luôn. Đây nè. 60kg mấy chị. À 60kg. 62, 63, 65 gì đó mấy chị mặc vừa trơn coi nè. Đó, nó to và nó mềm như thế này. Cái bộ này dễ mặc lắm, mặc tới đâu nó giãn tới đó. Rồi ok, 2X 65kg cũng vừa luôn nha. Nhanh tay lên em Thanh, còn hai bộ 2X nữa là hết luôn 199k. Bộ xịn này. Cái bộ xịn này là 450. Rồi, lên mã khác nhanh lên nha.
phải nhanh thôi, tại vì có 2 tiếng hồ. Bộ xịn em còn 2 bộ 2X, chị nào lấy thì comment chốt 2X cho em nha. 2X. Linh Trần lấy. Chốt chị Linh Trần 2X. Chị Linh Trần lấy luôn 2 bộ không? Tại vì nó còn 2 màu 2 bộ. Bộ màu cam với bộ màu vàng. 2X. Yeah. Rồi, chị Linh Trần lấy bộ 2X, em Thanh còn một bộ 2X nữa hết luôn. Chị nào lấy thì comment chốt 1 2 3. Rồi, bây giờ cái này là đầm đầm ngủ. Đó, cái này là đầm ngủ, chất vải KT Thái rất là mát luôn. Còn mấy cái đây? Còn được nhiêu đây? 1 2 3 màu. 2X thì chị Hoa Mai. Ok, chị Hoa Mai có 2X luôn ha. Rồi, bây giờ bắt đầu lên này. Lên cái đầm này là phơm 65kg đổ xuống cái chị mặc vừa. Tức là cái này mát lắm luôn, KT Thái. Càng giặt càng mỏng tầm mát. Mặc nhà, mặc ngủ rất là mát. Rồi chốt tặng. Nhanh lên. Comment chốt cho em Thanh cái đầm này em tặng cho mình giá nhiêu? 100.000. Nhanh nhé các chị yêu. Rồi, comment cho em Thanh đầm 100k nè. Nhanh tay lên. Có 3 màu thôi. Rồi, màu hồng. Đó, màu hồng. Màu hồng, hồng đậm, hồng nhạt và màu vàng. Các chị nhanh tay chết. Chốt chốt, trời ơi, em tặng. Cái này làm gì có 100 ngàn đúng không chị yêu? Rồi, nhanh lên, mặt siêu mát. Cái này là KT Thái. Còn ít em tặng cho các chị luôn. Hồng nhạt. Hồng nhạt, hồng đậm. Đây nè, 100 ngàn nhanh lên nha. 65kg đổ xuống. Mặt siêu cưng luôn. Đó, trời ơi, nó mát lắm luôn. Lẹ lên, có 100 ngàn thôi các chị nha. Cái này để mình mặc nha. Rồi, nhanh tay lên giúp em. Chị nào lấy đầm thì comment cho em Thanh đầm nha. Nè, 65kg đổ xuống. KT Thái xịn. Hàng này bình thường em Thanh bán là 200 ngàn, 199 ngàn đó. Bây giờ em còn ít, còn vài cái thôi đem ra tặng cho mấy chị luôn. Mua mỗi màu một cái đi, em bao mấy chị mặc không mát, không lấy tiền. Rồi ơi, dễ thương cưng xỉu luôn nha. Đó. Rồi. Chị Yến Hành cho xin số điện thoại nha chị. Màu vàng cho chị Yến Ngọc Mai. Trời ơi, chị yêu Yến Ngọc Mai chốt đủ màu về để dành mặt chị ơi. Chị Yến Hành cho em xin số điện thoại luôn. Nó mát giả men. Chị, em lấy cái này. Nè, thấy vàng mới chốt với chị Yến Ngọc Mai. Chị thấy rồi chị ơi. Chị, các chị mới mua hàng lần đầu comment số điện thoại mình mới có hàng nha. Chị yêu nào mới mua hàng lần đầu comment số điện thoại vô đi chị ơi. Không có số điện thoại là không có hàng nha, nó rẻ banh nóc nhà. Comment cho em Thanh đầm 100. Chị Diễm Hằng comment số điện thoại em chốt hàng nha. Không có số điện thoại không có hàng. Chị Duyên Tình không có số điện thoại không có hàng. Chị Diễm Hằng có nè. Xuống hồng đậm, hết hồng đậm rồi nha mấy chị. Rồi bây giờ còn hồng nhạt. Màu vàng. Màu vàng. Màu hồng nhạt. Hồng nhạt nó có cái hình kitty dễ thương lắm luôn. Đây nè các chị ơi, đây nè, đưa kitty lên đi cưng. Hồng nhạt dễ thương lắm. Chốt đi, 100 ngàn tặng. Đây nè các chị ơi. Trời ơi, cưng xỉu luôn đây nè. Đây nè. Như thế này mà 100 ngàn. Nhanh đi. Hả? Bộn dịch bự đó. Bộn dịch bự. Đúng rồi. Hiền đó, hiền nó mà khoái con dịch. Có. Chị lấy hết hồng nhạt. Rồi chốt hồng nhạt cho chị Mỹ Trang Trần. Chị lấy mấy cái hồng nhạt em còn nhiều. Hồng nhạt còn 1, 2, 3. 1, đếm ra còn mấy cái hồng nhạt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. 5, 6 cái lận. Chị Mỹ Trang Trần lấy mấy cái chị ơi. Chị Mỹ Trang Trần lấy mấy cái nhanh lên em tặng. Trời đất ơi, giá này ở đâu ra? Đi mua khúc giải làm gì có 100 ngàn đúng không các chị yêu? Nè chốt. Bây giờ em sẽ chốt cái kitty nè. Nè nè, chốt kitty 2 cái. À, chị Mỹ Trang Trần lấy 6 cái. Đếm cho chị 6 cái. Lựa trang trẻ vô bông này bông kia chị đi. Kitty nè, gấu nè, này nè. Rồi đếm 6 cái chị đi em. Cô Quý cho em xin số điện thoại nha chị. Rồi. 4 cái cái thương rồi. Rồi thêm 2 cái nữa chị đi. Chị 6 cái mà. Ok, 6 cái cho chị. Cho chị Mỹ Trang Trần. Hết đầm vàng rồi, bây giờ em Thanh chỉ còn màu hồng nhạt thể quay em. Hồng nhạt, hồng nhạt, hồng nhạt. Rồi nhìn lên 65kg bao vừa. 65kg bao vừa nha chị yêu ơi, nhanh lên nào.
Trời ơi, nó rẻ. Các chị ơi, đây nè, nó to gấp đôi em Thanh nè. Thì các chị biết rồi ha, 65kg là mình mặc vừa luôn. Em Thanh đang mặc là đầm nha chị ơi. Em Thanh đang mặc là đầm. Đầm này có size lớn cho mấy chị nè. Đầm này em có phi size. Eo nó tới 86 lận. Thì là các chị eo từ bảy mấy dài lên là ok, mặc vừa hết. Tại vì cái đầm này là nó dạng đầm đầm suông dễ thương lắm. Hoa văn thêm hồng cho chị Yến Ngọc Mai. Rồi cho chị Yến Ngọc Mai cái hồng. Rồi còn hai cái nữa là hết màu hồng. Chỉ còn hai cái màu hồng nữa là hết. Đủ chưa em? Phiếu quá trời luôn hả? Rồi xếp này xuống luôn đi cưng. Hết đầm Kitty Hồng, Vân Nguyễn Thị Kim. Rồi xếp thảy qua chị Vân Nguyễn Thị Kim. Kiểm tra bên kho còn không em? Đem qua tặng hết cho mấy chị đi. Rồi bung mẫu khác lên đi cưng. Trong khi chờ đợi chị nào muốn uống cam thì chốt. Chị nhận hàng rồi. Ủa vậy hả? Ủa sao mấy đứa không có gửi cái lì xì cho chị, cho chị Mỹ Trang Trần vậy em? Ngon quá các chị ơi. Thưởng thức một ly cam vắt. Đó, mình giờ, bây giờ mình uống bột cam tan mà thưởng thức cái mùi, cái vị nó y chang ly cam vắt thì mấy chị có thích không? 200.000 một lọ, chị nào chưa mua chốt nhanh. Bổ sung vitamin C và canxi cho mình. Nhanh thay lên, 200.000 thôi các chị yêu nha. Có không? Bữa đó có gửi cái bao lì xì cho chị không? Có hả? Bỏ chung với cái áo á chị Mỹ Trang Trần ơi, chị dỡ mấy cái áo ra nha, mấy em nó để trong cái áo á. Rất là ngon luôn các chị ơi, cái này hàng Mỹ. Đầm mặt. Đầm em Thanh mặc là bao nhiêu? Ok, lên cái đầm Thanh mặc cho mấy chị xem luôn nha. Rồi. Đầm em Thanh đang mặc là phi size. À từ em nghĩ cái đầm này các chị từ khoảng 52kg đổ lên, em mặc hơi rộng xíu. 52kg cho đến 60kg mặc vừa. Ok đẹp luôn. Rồi cái mẫu đầm này 550 bao xinh luôn nha các chị. Rất là mát. Dễ thương lắm luôn. Rồi có size từ 60kg đổ xuống các chị mặc vừa. Eo 86 rồi nha. Dễ thương lắm. Có nhiều đầm hồng nhạt chị lấy hết. Ok chị, em chốt với chị rồi. Bây giờ nhanh tay lên chị yêu nào. Uống cam tươi thì nhanh tay chốt liền luôn. Cái này nó rất là thơm ngon như ly cam vắt. Nó không hề có cái mùi, không hề có cái mùi của thẳng cẳng giống như mùi thuốc, giống như các loại bột cam khác trên thị trường. Cái này là hàng của Mỹ, uống nó rất là ngon. Và các chị nên bổ sung trong cái mùa nắng nóng này thay một cái loại giống, uống giống như là một cái loại nước giải khát. Và nó công dụng của nó là bổ sung vitamin C cho mình, tăng sức đề kháng. Cứ việc pha một ca lớn để trong nhà, từ bé đến lớn đến người già uống để chi? Tăng sức đề kháng. 200.000 thôi, thị trường người ta bán 250. Rồi, chị nào lấy bột cam thì comment chốt cho em Thanh bột cam của Mỹ nha. Rất là ngon. Về đợt này nữa hết hàng rồi. Mấy cái hàng này không có nhiều các chị yêu nha. Cho nên tranh thủ lẹ lên, em còn vài chục hộp thôi. Chị nào lấy chốt bột cam. Bột cam 200.000 một hộp, nhanh lên nha. 566g, hơn nửa ký. Chỉ cần hòa tan với lại nước thôi, và các chị cho thêm đá vào là ok. Thưởng thức rất là ngon như thế này nhớ chị. Y chang ly cam vắt luôn, rất ngon. Rồi chị yêu nào uống thì comment chốt cho em Thanh bột cam nha. Một hộp bột cam là 200.000 một hộp. Rồi tôi tiếp tục. Còn set nào nữa không em? Còn xếp bộ nào nữa không? Rồi bây giờ tiếp tục lên mấy cái áo này. Cái này là còn lẻ nha. Đây, cái này mấy chị biết rồi, 290 một áo đúng không? Rồi bây giờ còn mấy cái tặng giá 199 luôn. 199 foam top. Cái này dành cho các chị yêu 65kg trở xuống, các chị 70kg mặc cũng vừa. Bốn mấy ký mặc dấu quần, bao xinh luôn. Rồi chốt áo nha. Đây, áo xịn có túi hộp size nhỏ không? Túi hộp size nhỏ hình như là thanh hết rồi mấy chị ơi. Túi hộp size nhỏ thì mình chỉ có túi Chanel boy size 20 thôi nha. Rồi bây giờ các chị nhanh tay lên, chị yêu nào thích thì mình comment chốt mấy cái này giúp em nha. Đây,
Em Thanh còn mấy màu như này nha? Còn được bao nhiêu màu vậy em? Dạ. À còn được bao nhiêu màu đấy thôi. Có mấy cái thôi nha mấy chị, nhanh tay chốt nè. Đây, 290k một áo. Rồi bây giờ mình sẽ chốt cái áo này. Còn mấy cái em tặng cho mình giá 199. Comment màu nha. Cái này là chữ xanh. Hello chị yêu Nga Thanh. Rồi, chữ xanh. Rồi, cái này là comment cho em Thanh. Máy ảnh và màu vàng. Comment về đi. Xanh nè. Cái này là bông này đỏ đô đi. Đó, xanh nè. Màu vàng nè. Rồi, đỏ đô đi. Và xanh lá nè. Vàng, vàng đỏ xanh. Comment màu đi. Đó, cái này là xanh nè. Cái này là vàng và cái này đỏ. Rồi, cứ việc mình phân biệt cái bông đi. Có hoa văn của cái bông. Rồi, các chị nhanh tay lên chốt nha. Hello chị Quỳnh Quanh. Cái Boy 20 đó là hàng siêu cấp. Hàng siêu cấp 1 triệu mấy, thanh sale có 800 thôi. Có 800 thôi chị, rất là đẹp luôn, hàng xịn nha. Boy 20, rất là đẹp. Rồi, chị nào lấy cái áo form to giấu quần thì comment chốt liền luôn nhận Nguyễn Thanh nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn. 290, em còn mấy cái tặng giá 199k. Comment cho em Thanh xanh lá, đỏ đô. Và cái này là màu vàng nha chị yêu. Vàng. Đây, xanh lá, đỏ đô, vàng. Qua mẫu khác em. Đây, bây giờ lên xếp bộ này nha. Dạ ok chị Nga Thanh. Rồi bây giờ tiếp tục lên mã này. Đó, cái này là cái bộ. Bộ này thì size nhỏ nha chị yêu. Cái bộ này size nhỏ, em Thanh còn được hai màu. Còn hai màu thôi. Nhanh tay lên nha. Quần legging. Form này các chị tầm khoảng từ 52kg đổ lại thôi nha. 52kg đổ xuống. Đó. Sale nè, nhanh nào. Cái bộ này là 300 mấy đúng không nè, mặc dễ thương lắm. Đó, cái áo này là form, form lửng nha. Đẹp lắm luôn, mặc bộ này cưng. Nhưng mà các chị phải ốm mặc mới đẹp nha. 52kg đổ xuống cho em. Rồi, chốt sale bộ này 199 luôn. Còn hai màu thôi, màu vàng cam đất. Vàng cam đất. Đúng rồi, giá 800 nha chị Ngân Nguyễn. Ba màu. Màu xanh, màu hồng đậm và màu hồng nhạt. Đây nè, mình nhìn kỹ cái chất da, nó là da hạt mịn nha. Da hạt caviar, sọc chéo, phụ kiện màu vàng. Nội thất ở bên trong rất là đẹp luôn. Và nói chung con này là hàng siêu cấp layout. Rất là đẹp, form chuẩn luôn ha. Em này sale 800 nha tình yêu. Rồi bây giờ chốt xếp bộ nè. Xếp bộ 199. Rồi này form nhỏ 52kg đổ xuống giúp em nha. Ở nhà mình có, mình có em cháu mà tuổi teen đó, mua về cho mấy em đó mặc. Chị nào ốm 40, 42, 43, 45kg, 48kg chốt này mặc đẹp luôn. Chị bộ đồ nè. Chị Nguyễn Nguyên nói sao chị? Áo bộ form rộng. Cái áo của cái bộ này là nó áo dạng áo lửng. Áo lửng nha chị. Đó, áo lửng vậy nè, tay lỡ lỡ, dễ thương lắm. Nói chung cái bộ này mặc rất là modern. Chị Nguyễn Su Su lấy màu vàng. Hai màu, màu vàng, màu cam đất. Màu cam đất. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái bộ này 199 các chị ơi, đây nè. Mặc lên rất là dễ thương luôn. Rồi nhanh tay nha. Modern cực kỳ. Có set Burberry không? Có chị, đợi chút xíu. Burberry có hai set thôi kìa. Rồi cam đất nè. Siêu đẹp. Các chị vào xem bấm chia sẻ like một cái để cho có tương tác, bình luận mình nổi lên trước nha. Săn sale là phải lẹ. Rồi share chia sẻ công khai một cái rồi các chị bấm like liền luôn cho em Thanh nha. Và sau đó mình thích cái nào mình comment cái đó. Em Thanh đang cầm là set bộ này là free size 52kg đổ xuống. Các chị ơi, em nói số ký mình cỡ nào thì mình mặc cỡ đó nha chị. Bây giờ các chị từ 40kg cho đến 50kg, 52kg mặc set này đẹp. Chị nào trên nữa mặc không đẹp. Đây, đây nha, bộ này là quần bó. Đó, cái áo nó tay lỡ. Chấm eo, qua khỏi eo như thế này nè. Rất là dễ thương, bộ này modern lắm. Bộ thể thao cực xinh. 199k một bộ, hai màu. Cam đất và màu vàng. Rồi, chị nào lấy thì comment màu giúp em nha. Cam đất và vàng. Chất vải cotton cực xịn luôn. Đó, đẹp lắm luôn các chị nha. 52kg đổ lại giùm em.
Thôi bạn chị, con hầm gập 63kg sao mà. Các chị ơi, alo thông báo, em Thanh nói số ký, mình nhiêu ký vừa mình đã chốt nha. 52kg đổ xuống giúp em. Hết vàng lấy cam đất chị Thi Nguyễn, còn vàng luôn, bây giờ chị lấy 2 bộ bấm ok em chốt 2 bộ. Vàng còn, cam đất còn, 199k một bộ. 52kg đổ xuống giùm em Thanh nha. Các chị nghe rõ số ký giùm em vừa hả chốt. Nhanh lên nào. 52kg đổ xuống. Cực đẹp luôn. Nói chung bộ này là dành cho cái tình yêu mignon thôi. Rất là đẹp luôn ha. Đây, hai màu. Còn hai bộ nữa hết lẹ lên. Chị nào lấy comment chốt bộ 199 giúp em Thanh nha. 199k một bộ, siêu rẻ luôn. Rồi, nhanh tay lên. Màu cam đất, màu vàng. Cứ việc ốm ốm, chốt bộ này cho em Thanh mặc bao đẹp luôn. Lên áo chống nắng. Được mấy cái rồi đúng không em? Rồi, áo chống nắng. Chị Thi Nguyễn, một bộ thôi, bộ nào cũng được. Chị Mai Nguyễn, bộ màu vàng. Ok. Chị Mai Nguyễn comment giúp số điện thoại em chốt hàng cho mình nha. Các chị mới mua hàng lần đầu vui lòng comment số điện thoại bên em lưu lại trong máy tính, thì lần sau không cần comment số điện thoại nữa. Các chị lưu ý giúp em nha, nhớ có số điện thoại mình mới chốt hàng được nha. Có số điện thoại mình mới chốt hàng được. Chốt màu cam cho chị bông hồng cọc. Chị bảo là 52kg kìa. Năm 2kg thì chốt cho con gái mà. Chị Mai Nguyễn có bộ màu vàng. Màu vàng chị Mai Nguyễn. Chị Hi Nguyễn nay có bộ màu vàng chưa? Nãy chị Nguyễn có 2kg không? Rồi hết vàng còn cam đất đúng không? Em Thanh còn cam đất thôi nha. Chị yêu nào lấy cam đất comment chốt cam đất. Cam đất cho chị bộ cam đất lên lại nha. Các chị mới vô sao nhớ chia sẻ like rồi bấm like liền cái cho có tương tác. Đặng mình săn sale nha. Mình săn sale mà bình luận mình không có nổi lên trước là nhiều khi không chốt có được hàng. Tại vì số lượng ít nha các chị yêu. Rồi vậy tại còn 3 bộ cam đất nữa hết luôn. 199k. Rất là đẹp. Cho xem bên trong cái túi Chanel chị Kim Yến Nguyễn. Ok chị, đứa nào lấy túi Chanel qua chị đi. Rồi mở nắp ra luôn. Rất là đẹp luôn, nhanh tay lên giúp em nha. Chị nào lấy thì comment liền luôn. Trời ơi, bộ này mặc đẹp lắm các chị ơi. Rất là xinh luôn nha. Rồi 199 cam đất, còn được 3 bộ hết. Đây. Bên trong nè chị. Tức là nó lót da thật từ trong ra ngoài hết luôn nha. Rồi nội thất ở bên trong. Đây, mã cốt xịn đầy đủ ha. Rất là đẹp. Một bộ cam đất cho chị Quỳnh Như. Bác xịn luôn, cái này thẻ bác có cực kỳ xịn. Nói chung con này là hàng siêu cấp layout. Thì cái này nó tới 1 triệu mấy. Nhưng mà mình săn sale giá chỉ có 800 thôi. Cực đẹp. Đây, foam. Đó, foam nó căng phòng thẳng tắp như thế này mới đúng hàng xịn cái chịu nha. Rồi mã này Thanh có 3 màu. Hồng đậm, hồng nhạt với màu xanh. Các chị lấy màu nào comment màu đó giùm em nha. Có trắng nữa nè. Có màu trắng xuất sắc luôn. Rồi nhanh tay lên giúp em nha. Màu trắng nữa. Và hồng đậm, hồng nhạt lên luôn, 4 màu. Ok, bây giờ chị Kim Yến Nguyễn lấy màu nào comment màu giúp em nha. Rồi 4 màu siêu đẹp. Đó, hồng đậm, hồng nhạt, trắng và màu xanh. Rồi comment màu nha chị ơi. Xuống nè em. Tranh thủ tại vì có 2 tiếng hồ cho nên em Thanh phải nhanh lên. Để lên được nhiều mẫu cho các chị. Bây giờ lên áo chống nắng. Áo chống nắng em Thanh có 4 màu luôn cho mình. Trời ơi, cái áo chống nắng xịn. Cái này nó mát kinh khủng luôn. Và foam này á, là các chị 60kg đổ xuống mặt vừa nha. Cái áo này là mặc một cái là từ đầu đến chân luôn. Nó che hết. Màu xanh cho chị Kim Yến Nguyễn kìa. Chốt túi xanh. Ok. Bây giờ nhanh tay lên giúp em nha. Chị Ngoan Nguyễn lấy màu xanh còn em. Vô kiểm xem còn màu xanh không. Rồi chốt cái áo chống nắng này cho em Thanh giá 200.000 thôi. Các chị nhanh tay lên nha. Đây ở phía trên là nón. Rồi kéo một cái là khẩu trang kính mít luôn nè. Tay nè. Đó, tay che nắng luôn. Và các chị ơi ở phía dưới này, các chị không cần phải thêm mặc thêm cái váy nữa. Tại vì nó thiết kế cho mình che luôn hai cái chân luôn. Rồi mặc vô cái như ninja từ trên dài dưới kính mít luôn nha. Chất vải thun xịn siêu mát luôn. 300 mấy cái giờ chốt giá 200. Comment màu giúp em nha.
áo chống nắng siêu mềm mát. Đồng màu xanh chị Trang Trần. Rồi, chị Trang Trần lấy màu xanh. Bây giờ em có tới 3 cái màu xanh đó, chị comment kỹ màu xanh lại giúp em. Xanh đen, xanh đen, xanh biển và xanh ngọc. Rồi các chị comment màu đi, áo chống nắng 200 ngàn một áo. Nhanh lên các chị ơi, đẹp quá, màu hồng nữa nè. Xanh có tới 3 màu xanh. Rồi, xanh đen nè. Đó, xanh đen, xanh biển và xanh ngọc. Rồi, chốt xanh gì? Xanh đen như chị Trang Trần, còn em con cái được không? Rồi hết xanh đen nha, chị Trang Trần có. Rồi còn hai màu xanh. Mấy cái màu này dễ thương lắm. Trời ơi đây. Xanh biển nha, xanh ngọc và màu hồng. Nhanh lên các chị nha, cái áo khoác chống nắng bình thường. Xanh đen em hết rồi, thông báo hết xanh đen. Bình thường các chị đi mua cái áo ngắn thôi là nó đã 250 rồi. Bây giờ cái áo full dài từ đầu đến chân luôn có 200 thôi thì nhanh tay lên. Đây thiết kế rất là đẹp. Xanh biển, chị Hoa Trương. Rồi hồng, xanh biển, xanh ngọc. Chị Trương Thúy Hằng xanh biển luôn. Màu hồng này ngọt lắm luôn, rất là xinh. Chị Hằng Nguyễn xanh biển luôn. Chị Ngọc Anh Trần xanh biển luôn. Anh Trần hỏi chút hàng vậy, xanh ngọc cho Hà Dung. Xanh ngọc cho Hà Dung. Màu hồng. Hồng chị Trương Hằng Nga luôn. Nè xuống xanh biển nè, xanh ngọc xuống luôn nè. Rồi em Thanh còn duy nhất màu hồng. Các chị nhanh tay lên nha, siêu dễ thương luôn. Cái này phía sau nó thiết kế. Đây. Ngọc Anh Trần xin có hỏi chút hàng nha chị. Dập thun. Rồi ơi cưng xỉu luôn các chị ơi, rất là đẹp như thế này nha. Đó. Xuất sắc. Túi nè. Đây. Ngoan Nguyễn có túi xanh không em? Dạ có. Có. Chị Ngoan Nguyễn, vậy là được hai cái túi đúng không? Hai túi màu xanh đúng không? Ok có nha chị Ngoan Nguyễn có màu xanh luôn ha. Chị Ngọc Anh Trần lấy cái xanh ngọc. Ok có ha. Có lộn xanh biển chứ. Xanh biển hay xanh ngọc? Xanh biển, xanh biển. Rồi ok, bây giờ em Thanh còn màu hồng thôi các chị ơi, đẹp lắm. Túi nữa nè, xuất sắc. Chị hai cái à, xanh biển với xanh ở với hồng. Chị Trương Hằng Nga. Ok chị Trương Hằng Nga có hai cái chị ha. Đẹp lắm luôn các chị ơi, cái áo này đẹp tuyệt vời ở mặt trời. Rồi một cái áo chống nắng siêu siêu mát. Đó, chất vải xịn mềm. Cái này là thun nha, thun xịn. Mặc thoải mái, không cần phải mặc lùm xùm hai ba cái áo à. Cái áo chống nắng rồi thêm một cái váy chống nắng nữa, nó rất là lùm xùm luôn. Bây giờ mình mặc một lần thôi, che từ đầu đến chân luôn ha. Ok, nhanh lên nào, chị nào lấy thì chốt nhanh luôn với em Thanh nha. Màu hồng còn được hai cái hết. Comment cho em Thanh áo chống nắng 200 kèm số điện thoại, chỉ còn màu hồng thôi. Áo chống nắng 200, Thanh còn màu hồng. Lên mã khác đi em. Rồi bây giờ các chị nhanh tay lên giúp em. Đây. Cái set này là set xanh biển với màu hồng. Ủa xanh ngọc nãy hai ba chị chốt luôn mà. Xanh biển không mà. Còn một có xanh ngọc cho chị. À ok, bây giờ Thanh còn. Thanh còn một cái màu xanh ngọc, chị nào lấy xanh ngọc nè. Xanh ngọc còn cái nha. Chị Kim Ý Nguyễn lấy xanh gì đó không thấy để xanh gì trơn đó. Màu xanh đó là à, cái túi hả à, cái túi. Rồi bây giờ Thanh còn một cái áo màu xanh ngọc. Chị nào thích màu xanh chốt đi, màu này dễ thương nè. Đó cái màu này cực kỳ dễ thương ha. Áo 200, áo chống nắng Thanh còn cái màu xanh ngọc nha. Rồi bây giờ lên xếp bộ nè, 1, 2, 3 chốt nè. Chốt nha, tặng còn được 3 bộ, 4 bộ. Cái này mẫu này Thanh còn 4 bộ, 290 một bộ. Thủy tiên với xanh ngọc 290 một bộ đúng không các chị? Rồi bây giờ các chị chốt cái bộ này cho em Thanh giá 199k. Tặng 60kg đổ xuống mặt vừa bộ ngố. Rồi set ngố. Nhanh lên các chị ơi. Bữa hổm ai mua rồi thì bây giờ mình mua thêm nữa đây. Mặt nó rất là mát đúng không? Siêu đẹp. Phơm 60kg đổ xuống. Tức là cái này mình từ 4 mấy ký dài lên đến 60kg mặt vừa. Đây. Đấy, cái áo nè. Rất là rộng luôn. Dễ thương cực kỳ chưa? 199 set ngố. Em Thanh có 4 set, bây giờ còn 4 set thôi tặng. Chị nào chia sẻ rồi thì bấm like cái rồi bắt đầu chốt nè. Đó, set ngố hình cô gái.
rất là đẹp như thế này luôn nha. Rồi 199 set ngố. Cái này là quần bó, cái quần này mình có thể mix được với những cái áo phôn rộng khác nữa. Rồi lẻ tay lên comment cho anh Thanh nha. Set ngố giá sale 199 còn 4 set tặng. Chị nào lấy thì comment chốt set ngố cho anh Thanh nha. Rồi chị Linh Trần lấy một set. 199 60kg đổ xuống mặt vừa các chị nha. 60kg đổ xuống cho em Thanh. Đó, cái quần này là quần bó. Quần bó các chị mặc tới đâu nó giãn tới đó nha, rất là xinh luôn. Rồi lẻ tay lên nào. Chị Thi Nguyễn lấy set ngố. Rồi còn hai set nữa, ai lấy chốt luôn, nhanh lên nào các chị yêu. Còn một set nữa là cái hình khác đây, đưa hình khác đây. Cái này rồi set Burberry. Tức là cái hình Burberry nó có một bộ rồi. Đó. Hết luôn rồi nha các chị ơi, em còn hai set. Rồi chị nào lấy nữa chốt nhanh nha. Này, set gấu. Quần bó cho nên nó đâu có túi đâu chị. Cái này là quần ngố bó không có túi nha. Rồi chị nào lấy thì comment chốt cho em Thanh Burberry nè. Dạ cái này 60kg đổ lại thôi chị Nga ơi. 60kg đổ lại chị Nga Thanh. Rồi 60kg đổ xuống. Rồi còn hai bộ 199.000 một bộ, chị nào lấy em tặng. Nhanh tay lên giúp em. Còn có hai set thôi chị yêu nha. 60kg đổ xuống mặt dừa. Siêu mát. Mùa hè chốt mấy cái set ngố này mặc cho nó mát các chị yêu. Rồi cái này, cái này mà 150 thì chốt nhanh luôn nè. Dễ thương chưa. 55kg đổ lại cho em Thanh. Bộ sọt, bộ sọt trái thơm nè. Rồi 150 còn bộ, nhanh lên chị nào lấy chốt nhanh. Bộ sọt trái thơm 150, 55kg đổ xuống. Rồi bung ra, bung ra đi em, đầm hay là gì kèm mấy cái đầm vàng làm gì đó to đó, bung bung ra đi em. Lăn cái đầm này to nha chị Nga Thanh, cái đầm đó là phơm to nha. Để em lên cái đầm dập dúng. Và cái này mình để mà mặc đi chơi đi biển rất là xinh luôn. Rồi set trái thơm, chị nào lấy quần sọt. Trời ơi siêu cưng luôn. Chị Phương Khánh Trần, chị Phương Khánh Trần lấy set sọt. Set sọt 150. Đây nè các chị yêu. Trời ơi siêu đẹp luôn. 60kg đổ xuống cho em Thanh mặc dừa. Đó, cái đầm này mặc rất là đẹp luôn ha, đầm dây. Đầm dây rất là xinh luôn để đi biển. Đây. Màu vàng với lại màu xanh. Túi Hermes trên cao bao nhiêu? Hermes đó là một hàng mục một layout, giá nó 8-9 triệu một con nha chị. Rồi em Thanh lên mấy cái đầm này để các chị mặc đi chơi đi biển, mặc đi cà phê. Trời ơi mùa hè mà siêu mát luôn. Rồi phơm này là tầm khoảng 60kg đổ xuống, tức là từ bốn mấy ký dài lên là mặc ok được hết. Tại vì cái này là giải của nó là dập dúng nha mấy chị ơi. Chốt sale nè. Cái đầm này mà mình chốt giá 200k thì các chị có thích không? Nhanh lên nha, em Thanh có. Em Thanh có hai cái thôi. Ủa hai màu thôi nha mấy anh chị. Có hai màu thôi nha các chị ơi. 200k một cái. Rồi bây giờ tình yêu nào lấy comment màu giúp em Thanh. Đầm xanh hoặc là đầm vàng. Cái đầm xịn này là 450. Rồi đầm ship ly. Cái này là chất vải Thái, nó rất là mát luôn các chị nha. Đầm dây, chị nào lấy đầm dây comment chốt nha. 60kg đổ lại. Rồi chất vải này nó rất là mát. Cái này kêu bằng vải gì ta, vải dập, vải dập dúng á mấy chị. Cái vải này mặc mát lắm, nhẹ, mát nhẹ, sang chảnh. Rồi nhanh lên nha, hai màu, màu vàng và màu xanh rêu nè. Rồi cái này mặc siêu dễ thương luôn các chị ơi, rất là đẹp luôn. 200k một đầm, giá tặng nha các chị yêu. Rồi phơm này tầm khoảng 60kg đổ xuống giúp em, ai lấy chốt nhanh nha. 40 mấy ký dài lên đến 60kg mặc vừa, rất là đẹp luôn. Rồi chị Nguyễn An muốn xem cái đi màu bò phía sau. Rồi nhanh tay lên, chị nào lấy đầm thì 1, 2, 3 chốt đầm giúp em. Màu vàng hoặc là màu xanh nhá, giá 200.000 một đầm. Rẻ banh nóc nhà luôn này, giá tặng. Xinh lắm luôn á chị ơi. Cái set đó cho hàng mặt cái
mà. Cái này hả? Cái kia nào màu bò. Cái này là màu hồng mà. Hai màu cho chị Cẩm Vân. Hai màu cho chị Cẩm Vân. Thấy qua chốt hai màu đầm. Cẩm Vân lấy hai màu. Rồi cái đầm siêu cưng luôn. Có lên bóp xeo không, mua được ba lần vỉ ghê luôn. Ok chị. Chị Cẩm Vân lấy hai cái hai màu. Cái gài nắp ở bên chỗ của ba lô MV á. Con túi 1.8 triệu. À không, bên đây nè. Chắc thấy bên này quá đúng không ta? Ừ cái đó đó chứ mà cái này đâu. Cái này đúng không chị? Cái này đang rất là hot nè. Rồi, nhanh tay lên giúp em chị nào. Chị Minh Đức muốn xem gì chị? Rồi cái này là em thanh sale cho mình giá 800, da bò thật hàng siêu cấp. Con này giá 1 triệu mấy chốt sale 800. Siêu mềm, size 23. Rồi cái mẫu này phía sau nó có một cái ngăn lớn nha. Rồi trong đây. Đó, rất là đẹp như thế này. Tiếp tục lên quần áo nữa đây nha mấy đứa ơi, chuẩn bị soạn ra đi. Rồi mẫu này sale 800, chị nào lấy chốt nhanh luôn. Rất là đẹp luôn, mã này thanh còn màu đen nữa. Còn được hai màu nha, màu đen với lại màu nâu. Cái này là hàng siêu cấp, rất là đẹp. Da bò thật, rất mềm. Rồi túi màu túi đi màu bò. Ủa cái này sao còn hoài, hôm qua nhớ lên hết rồi mà. Xả hoài vậy trời. Có tay. Rồi bây giờ lên cái khác nữa đi em. Đây đứa này đi, cái này đi. Bộ này đi. Ừ, ok. Rồi Thanh lên bộ này nha các chị ơi, nhanh tay lên nè. Bây giờ các chị nhích thích là nhích liền luôn nè. Bộ này mà có 150 thì chốt đi, nhanh tay lên nè. Trời ơi, 60kg đổ xuống, 60-65kg mà cũng vừa hết đó, bộ này to. Rồi bộ LV màu cam 150, nhanh lên giúp em. Chị nào lấy thì comment, có một bộ duy nhất nha. Chất vải thun cô tông cực xịn luôn. Rồi 150 nè, nhanh lên. Siêu đẹp. Cảm ơn chị Anh Thanh, bộ sọt màu cam 150. Cái bộ này là của khách mới bơm về. Chứ không thôi nó hết 80 đời kiếp rồi nha mấy chị. Nó hết rồi kiếp nào tới giờ rồi. Đây, bơm. Chị Tường Vĩnh lấy LV cam. Set Burberry. Đây, đưa cái set Burberry lên chị, đưa cái set. Set sọt được không chị? Chị Linh Trần lấy cam. Có một bộ cam thôi, chút nữa chị Linh Trần. Rồi nhớ hai lần. Để bật chuông lên đi để nhớ hoài. 80 cuộc rồi nhớ rồi nè. Lấy bộ sọc cam, chị Mỹ Phương. Sọc cam, có một bộ một nè. Rồi, đây. Chị Phương Mai Tống lên kêu lên sơ mi bộ lụa. Cái bộ này là bộ xịn, chị nào lấy chốt nhanh giúp em nha. Size M nhưng mà form này to lắm. Cái bộ xịn này là form to, size M nó to đùng luôn. Size M này là các chị tầm khoảng 55kg đổ xuống mặt vừa. Bộ này 1 triệu mấy chốt. Cái bộ này cho em Thanh giá 500 thôi. Các chị nhìn cái chất vải thôi các chị bị ghiền nha. Rồi đây, chị nào lấy thì comment cho em Thanh là bộ sọt xịn Burberry size M 55kg đổ xuống mặt vừa. Quá trời đẹp, đẹp xuất sắc mê ly luôn. Chị nào mà thích xài những cái set bộ siêu cấp line out thì mấy chị mua cái bộ này xài. 1 triệu mấy một bộ nha các chị yêu. Rồi bây giờ còn bộ chốt tặng giá 500. Ai mặc vừa chốt nhanh bộ sọt Burberry siêu cấp. Có một bộ thôi nha các chị. 500k bộ sọt xịn Burberry. Bây giờ cái bộ này là 250. Một nè. 2 3 4 bộ. Các chị nhanh tay lên. 4 bộ 250. Này bơm về nha. Form này các chị tầm khoảng dưới 60kg. Năm mấy ký 60kg mà chị
là mặc vừa hết á má. Rồi chốt nha, tặng bộ này cho mình giá 199k, nhanh lên comment cho em Thanh nè. Bộ nâu nè, rồi bộ nâu, cái này là Dior nâu, bộ xanh, cái bộ này 199 thôi, bơm về là em tặng cho mấy chị chứ không có bán giá 250. Chị Trang Trần lấy bộ màu gì? Đây màu xanh nè, em lên màu màu nâu. Chị Tường Vĩnh nè, chị Tường Vĩnh nè lấy màu nâu nè, chị Dung Phạm lấy 4 bộ, giờ còn 3 bộ thôi, chốt 3 bộ đi. Rồi hãy xuống đây xếp. Rồi ok hết nha em Thanh, hết. Bây giờ mình lên cái khác, lên bộ khác. Ủa, kiếm cái gì khác để mấy đứa bung ra đi. Cái này, cái này là gì ấy? Mở nó ra chị coi coi. Rồi lên áo xịn đi, áo đẹp quá trời luôn, ngất ngay trời mây. Rồi nhanh tay lên nè, chị mới nhận bóp rồi, đẹp da đẹp thiệt chị Ngọc Trân, cảm ơn chị yêu. Ok bây giờ nhanh tay lên. Bây giờ thay lên cái này là cái đầm nha. Rồi bây giờ nhanh tay lên giúp em. Đây trời ơi đẹp quá đi thôi, cái đầm này cưng xỉu luôn các chị ơi. Mẫu này mặc lên dễ thương lắm luôn, và cái màu cực kỳ xinh, cái màu này tôn da cực kỳ luôn nè, thấy chưa. Một cái duy nhất luôn em tặng cho các chị, cái đầm này giá nó 700-800 ngàn nha, chốt sale cái đầm này nhiều 300, size M, size M nha, chị nào mặc vừa size M chốt 300k. Trời ơi cái đầm này là hàng Hồng Kông cực xinh đó, đầm sơ mi cách điệu các chị nhìn thấy nè, tay ngắn nha, lật lai nè, đó siêu cưng. Và cái phần ở phía dưới này các chị thấy không, nó thiết kế rất là xinh, mặc lên dễ thương lắm, trắng da cực kỳ luôn. Rồi chốt sale cái đầm giá 300, và này size M. Rồi chốt chị Dương Diễm con cái một thôi, còn cái size XL nữa, chị Loan An mặc XL vừa không, chị Dương Diễm chốt cái size M nè, em còn cái size XL. Chị Loan An mặc vừa XL không? Chị Dung Phạm mặc vừa XL không? Ai vừa XL bấm ok em chốt. Em lộn, ai chốt bộ thì chốt. Rồi em không có chốt, Trang Trần không có, chốt hết rồi. Chị Dung Diễm có size M rồi, bây giờ hai chị Loan An với lại chị Dung Phạm. Ok 54 kg mặc XL được nè. Rồi chốt chị Loan An nè. Chị Dung Phạm comment sao cho nên không có nè. Chốt hời chị Dung Phạm nha. Chị Dung Phạm mặc XL á, chốt hời chị Dung Phạm. Loan An lấy teo, chú Hờ Dung Phạm. Cái M kia là cô chị ấy. Chị ấy là chị gì trời? Không nhớ tên thì nói chị ấy giúp đi. Chị mặc chị 75kg là ngày chị Nguyễn Tuyền, ok chị. Dạ. Rồi bây giờ em Thanh lên mã này. Bây giờ Thanh lên cái mã áo xịn với giá cực kỳ sốc cho mình. Cái này mới về nè. Rồi ơi phơm 65kg đổ xuống mặt vừa. Cái áo này nó giá mấy chị té xỉu luôn. Cái áo này bình thường, nếu bình thường em Thanh lên là ít nhất cũng khoảng 450 một áo nha. Áo xịn nè. Rồi bây giờ lên áo, em sẽ lên cái áo Burberry này cho mình với giá đặc biệt ngày hôm nay. Trời ơi có hai màu thôi, màu trắng và màu đen, các chị chuẩn bị chốt nè. 200 một áo thôi, nhanh tay lên các chị, có mấy cái thôi nha. Hai màu trắng đen, giá em Thanh lên sốc cho mình 200k, tắt like là 450, mẫu này mới về bao xinh. Các chị ơi đẹp lắm luôn nha, Burberry xịn nè. Chị Thanh Tiền muốn xem nằm nằm mặc, ok chị. Rồi comment cho em Thanh, áo trắng áo đen 200k. Đây các chị nhìn thấy tát mắt xịn nè nha. Rồi áo này là áo xịn hàng Hồng Kông. Nhanh tay lên nha, chị nào lấy áo Burberry thì chốt màu đen hoặc là màu trắng dùm cho em Thanh. Và cái này là form to 65kg, ok thoải mái. Ốm ốm như em Thanh vậy với chị mình. Form rộng giấu quần nha, bao xinh luôn. 200 ngàn một áo. Rồi ai lấy áo Burberry thì comment chút. Trắng đen 200 ngàn. Áo trắng chị Quanh Quỳnh. Các chị ơi siêu phẩm, giá banh nóc nhà luôn.
Rồi lẹ ta lên màu trắng màu đen nha. 65kg trở xuống mặt vừa, tức là từ 45kg dài lên mặt vừa. Chị Yến Ngọc Mai lấy hai màu em ơi, hai màu cho chị Yến Ngọc Mai. Rồi nhanh nhanh lên, chị Quanh Quỳnh cho sướng thôi kìa. Rồi màu trắng màu đen nha, rất là sang chảnh luôn, áo Burberry. Trời ơi 200.000 một áo, tin được không? Rồi lẹ ta lên giúp em nha, rất là sốc. Áo này lên bao đẹp luôn các chị ơi. Đó cái chị mặc suông, đó dấu quần cũng đẹp, hoặc là cái chị mặc đóng thùng bao xinh luôn, rất là xuất sắc luôn. Đây comment màu trắng đen, chị Ngọc Tiền lấy trắng đen luôn. Chị Tâm Trần, chị Tâm hỏi chút hàng hả chị? Chị Tâm Trần comment xuống thoại giúp em nha. Rồi chị Tâm Trần lấy màu đen thì comment xuống thoại, nhanh tay lên. Áo này là free size, nó có một size thôi, thì các chị từ 65kg đổ lại là ok, mặc vừa hết nha. Còn cái trắng hai cái đen hết. Các chị ơi ai lấy chốt comment xuống thoại. Chị Tâm Trần comment xuống thoại dùm Thanh nha. Quá xuất sắc luôn. Trời ơi vải nó mềm, nó mềm nó mịn. Chị Tâm Trần có áo đen, để qua chốt áo đen chị Tâm Trần. Trắng của Đặng. Trời chị của Đặng lấy trắng. Rồi còn cái đen thôi các chị ơi, nhanh lên giúp em. Còn một cái đen thôi hết. Xuất sắc đẹp. Rồi nhanh tay lên nào, ai lấy thì comment cho em Thanh nha. Đã em đang cầm. Còn cái ok size lớn đó chị, 65kg đổ lại là mình mặc vừa. Rồi còn cái màu đen ai lấy thì comment cho em Thanh, áo gấu đen ha. Rồi áo gấu đen. Còn trên xào hai cái nữa ok, màu trắng còn được. Rồi còn được hai cái đen cái trắng nữa nha các chị ơi, trên xào máng lên nè. Áo đen chị Tường Vi. Rồi chị Tường Vi áo đen. Còn cái trắng cái đen nữa hết luôn, 200.000 một áo thôi, rất là rẻ luôn, cực xịn nha mấy chị nha. Áo Burberry gấu đẹp quá luôn. Rồi còn cái trắng cái đen. Nhanh 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 lên chia sẻ, bấm like liền luôn nha chị ơi. Em chuẩn bị lên mã khác nha. Bao sốc luôn, cực kỳ sốc cho mình luôn. Rồi chị yêu nào lấy thì comment chốt cho em Thanh nha. Bụng gì size to ra đi nha mấy đứa ơi, thấy mấy cái này nhỏ lắm rồi đó. Rồi lẹ ta lên nào, một cái trắng cái đen nữa hết luôn. Comment cho em Thanh áo gấu Burberry nè, áo xịn nè, áo trắng áo đen thôi, giá 200.000 một áo này mới về, 450.000 áo chốt sale 200. Cái này là mới về lên giá sốc luôn nha. Rồi còn cái trắng cái đen hết, bung đầm ra, bây giờ lên đầm đây. Chị nào mặc vừa size XL chốt cái đầm này bao xinh, rất là đẹp luôn các chị yêu nha. Đó, chất thun xịn co giãn hàng Hồng Kông. Rồi cái đầm này là giá 600-700 ngàn, chốt sale đầm này cho em Thanh giá 300. Rồi tình yêu nào lấy thì comment cho em Thanh đầm đỏ 300. Đầm đỏ 300 body size XL. Nhanh tay lên comment trên Thanh đầm đỏ nha. Đầm đỏ size XL, xuất sắc đẹp. Rồi ai lấy đầm đỏ chốt nhanh. Dạ cái này nhỏ lắm chị Nga, cái này ngực. Đây cho chị mừng. Chị Tường Vĩnh lấy đầm đỏ, cái này chị Nga mặc không vừa, chị Nga phải mặc 2-3X mới vừa. Nè đầm đỏ nè. Rồi đầm đỏ. Con cái thôi chốt hời cho mấy chị đi. Dạ 65kg không có vừa đâu, ít eo là mấy chị mặc không vừa đâu nha. Đây nè em lên cái đầm này 65kg mặc vừa. Đó đầm Gucci siêu cấp Barbie Doll, rất là đẹp luôn. Đầm xịn Gucci nha các chị yêu. Cái đầm này 850. Bây giờ em sale cái đầm này cho mấy chị giá có bao nhiêu, 390 thôi. Rồi chốt nhanh. Cái này size có một size M thêm, ML. ML. Rồi size L là các chị khoảng 65kg mặc vừa luôn, size M nè. Size M mà nó to đùng như thế này, tại vì cái foam này là foam xương Barbie Doll nha, mặc dễ thương nha. Burberry có nguyên bộ không? Burberry đâu rồi, bộ Burberry nãy ra hai cái, hai bộ quần dài đâu rồi? Không, cái bộ quần dài nãy còn hai bộ lẻ, chị kêu cũng lấy xuống đâu Trang.
2. M kích ngực 49 là 98. Rồi M và L nha, hai size ML. Ở trên xuống xuống luôn nha chị. Kích 98 nha. ML hai size. Thì M này là kích ngực 98, dài xuống đây đó, eo 98 luôn ha. Cái này là form xuống Babydoll. 390 đầm xịn siêu cấp Gucci màu kem, mặc siêu dễ thương luôn. Mẫu này thì các chị tầm khoảng 55kg đổ lại mặc vừa size M. Rồi size L cỡ trên 55 đến 60kg mấy chị mặc vừa nha. Em có hai size ML giá 390 một đầm xịn. Rồi cái đầm xịn Gucci em sale 390. Giống nhau thôi. Rồi. Bộ bô rì em thăm có hai bộ thôi. Tao dơ chị cái bọc lên. Lật cái. Bên kia, lật kia. Rồi ok, cái chị nhanh tay lên nè. Cái này thăm có hai bộ thôi nha. Đây. Rồi, chốt bộ này. Bộ này thì cỡ 55kg đổ lại thôi. Bộ này form nó nhỏ các chị yêu nha. Rồi em sale bộ này cho các chị luôn. Rồi cái bộ này là 450. Bây giờ em sale tặng cho mình 250 thôi nha. Rồi chị nào lấy bộ gấu Burberry xịn, quần sọc Burberry nè. Đó, chốt cho em Thanh giá 250. Nhanh lên, có hai bộ thôi. 55kg đổ xuống mặt vừa nha. 55kg đổ lại. Nhanh lên các chị ơi, chị nào vừa mình chốt nha. Trời ơi, đẹp nứt ngay trời mây luôn như thế này, quá đẹp luôn. Lẹ lên các chị, 450 một set. Bây giờ còn hai set em sale cho mình 250. Chị nào lấy chốt bộ nha. Cái bộ này vải đẹp kinh khủng, túi rất là sâu. Bộ xịn nha các chị yêu. Các chị mua cái áo thôi là 300-400 ngàn rồi. Bây giờ nguyên một cái set quần dài như thế này em sale 250. Rồi chị Ngô Vinh lấy. Chị Pha Kim. Cái bộ này Thanh còn stock một bộ size L. Chị nào mặc vừa size L chốt nha. Bộ vest xịn. Bộ này là 700-800 ngàn một bộ đây nè các chị yêu. Cái bộ vest này mặc model cực kỳ luôn. Đây. Rồi cực kỳ đẹp nha. Size L. Rồi chốt sale bộ này cho em Thanh 300 luôn, size L nha. Tình yêu nào vừa size L mình chốt. Ai vừa size L chốt giúp em nha. Bộ vest đen size L cộng bộ 1, quá trời đẹp luôn, mặc lên rất là xinh luôn các chị yêu nha. Quần là quần chín tấc. Tức là cái bộ này thiết kế kiểu modern nha, quần chín tấc nha mấy chị. Nè, viền trắng nha, rất là xinh. Cổ bẻ đẹp lắm luôn các chị ơi. Đó, mặc lên sang chảnh nha. 300 ngàn bộ xịn hàng Hồng Kông. Rồi, eo 76 hả? Đem đo coi eo được 76 không? 72. Eo 72 nha. Đo ngực, đo eo rồi, đợi em chút xíu. Đâu ra 72, eo này có 70 thôi em. Eo có 70 thôi mấy chị ơi. Eo 70 nha. Chị nào mặc vừa eo 70 thôi. Đây, kích ngực thì có 88 thôi. Muốn cục sạc dự phòng bao nhiêu không? Muốn cái ghế nó bao nhiêu đó? Không không, kích ngực là 94. Kích ngực 94. Eo ngực là 94. Hello chị Ngọc Trân. Eo 70, ngực 94. Rồi size L 6-700 ngàn. Chốt xe cho em Thanh set vest này giá 300 ngàn còn một set duy nhất. Ngực 94, eo 70. Ai vừa chốt nha các chị ơi. Rồi lên tiếp nè.
đầm 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 lên đầm đẹp lắm luôn đây các chị ơi, đầm gu xì, đầm thun gu xì rất là mát. Đây đầm thun gu xì nó đầm mát này phải chừa lại chị nhảy qua bên kia đi. Mát không nữa. Rồi lên đầm này đi. Ôi đẹp lắm luôn. Đây nè các chị ơi, lên cái đầm này đẹp nè. Các chị chốt cái đầm vét này đi. Đầm vét màu vàng nè, rất là đẹp, vải xịn, hàng Hồng Kông. Đây 60kg đổ xuống, các chị mặc vừa nha. Chốt cái đầm này em thanh sale cho mình, giá chỉ có 400 thôi. Đầm xịn này giá 800 nè, chất vải cực kỳ đẹp. Cái này là size M nhưng mà nó khuôn to nè. Size M mà nó to đùng nè. Diễn Thi mặc không vừa cái đầm lũ xì chị ơi, đầm nó nhỏ lắm. Đây cái này nó kèm cho mình. Rồi cái đầm vàng, đầm vét màu vàng sát nách, mặc không đẹp không lấy tiền nha chị. Đó nó kèm cho mình cái sợi dây bèo. Rồi để em đo cho các chị kích ngực nha. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn nè. Trời ơi chất vải phải nói là đúng đẹp luôn. Đây rất là sang chảnh. Đó size M mà nó to đụng vậy này nha mấy chị nha. Cái này là hàng xịn cho nên cái size của nó cực kỳ to. Đầm vét cho Đinh Thị Hải Yến. Rồi chị Hải Yến lấy đầm vét nè. Form này các chị 60kg đổ lại mặt vừa nha. Rất là đẹp. Rồi chị Hải Yến lấy đầm vét nè, 400. Đầm vét vàng cho chị Hải Yến. Rồi set đầm len Dior dây kèm áo khoác. Còn một set, cái đầm này là 700 nè. Cái set này là 700. Nhưng mà bây giờ em Thanh sẽ sell cái set này cho mình còn 400 thôi. Đó, nhanh lên nha. Các chị mua cái áo khoác thôi là 4-500 rồi đây nè. Cái này là khoác của nó dây kéo nha. Khoác Dior. Rồi chốt set Dior này cho em Thanh. Set này các chị khoảng 60kg đổ lại mặt vừa. Trời ơi đẹp. Nhanh lên giúp em. 4 mấy ký cho đến 60kg các chị mặc đẹp nha. Nè dây nè. Rồi kèm áo khoác. Đầm dây kèm khoác. Chất dệt kim mềm. Chị Trần Như lấy đầm Dior. Quá đẹp luôn. Rồi lên tiếp đầm xịn. Đầm này size tới 4X. Chị Nga Thanh có đồ mặc hơi gì yêu. Cái đầm xịn 4X. Các chị nhanh tay lên chốt hồi chị Phương Loan Nguyễn. Đầm Dior dài qua khỏi gối chị. Đây đầm xịn hàng Hồng Kông. Đó mấy chị thấy nè. Chất cái chất mấy cái chất đầm này cầm lên em nói thật là cái chất vải của nó mấy chị cầm lên là mình bị ghiền. Rất là đẹp. Ai lấy đầm sọc 4X comment chốt nha. 4X thì các chị tầm khoảng 6-8-70 7 mấy ký mình mặc vừa nha. Chị Thảo Thảo nhận thạch rau câu rồi, ngon lắm. Trời ơi, cái rau câu đó cái thạch mà thạch lựu đó ai ăn cũng khen tại vì nó ngon thiệt mà. Đúng không các chị? Cực kỳ ngon. Rồi ăn vừa ngon mà vừa đẹp da mà vừa giảm mỡ bụng được nữa thì còn gì bằng. Có 580 hộp thôi mà cũng hết rồi đúng không mấy đứa? Còn 1-2 hộp gì là hết rồi đúng không? Dạ đầm Dior không có size lớn chị Yến Thi. Rồi cái đầm này là 800.000. Bây giờ em Thanh sale cho mình đầm này còn có 500 thôi. Chị nào vừa chốt nè, size lớn nè. Đó. Đầm xịn. Rồi chốt cho em Thanh 500k size 4X nha. Cái đầm này là size 4X, mặc lên form đẹp lắm. Tay này là tay ren, chị mặc rất là mát nha. Và chất giãn thoải mái luôn. Chị Phương Loan Nguyễn chốt hờ cái đầm thôi. Mấy chị comment sao chị Phương Loan Nguyễn. Chị comment sao em chốt hờ nha chị. Các chị chấm chấm đi. Các chị bấm like. Bấm like cái đi để tình bình luận mình nó nổi lên. Nó nổi lên trước là mình có hàng trước. Tại vì cái này hàng lẻ cho nên có một cái là cái thôi sale nè. Rồi đầm 4X em sale 500.000. Chị nào vừa chốt nha. Chị Trần Như chơi số điện thoại kìa. Nãy giờ chơi số điện thoại có chưa? Rồi thêm một cái set bộ xịn 4X nữa. Các chị ơi set này to. Đó cái set này model cực kỳ luôn.
và 4X thì các chị khoảng 70kg mấy chị mặc vừa. Đó, các chị 68, 70kg hay là 75kg mấy chị mặc cũng vừa nữa. Tại vì cái này chất vải nó co giãn cực xịn luôn. Và những cái vải xịn này thì các chị mặc nó sẽ ôm body mình và nó che cái khuyết điểm mỡ bụng hoặc là những cái ngấn mỡ nó sẽ lift đi cho mấy chị hết luôn nha. Rồi, bộ xịn nè. Cái bộ xịn này là giá 800. Rồi bây giờ em Thanh cộng bộ sale cho mình 500 sale 4X nha. Chị nào mặc vừa 4X comment chốt. Có sơ mi luôn chị, coi sọn coi còn sơ mi không em. Rồi 4X bộ đen 500 ngàn luôn. Sơ mi đó mới về. Rồi bây giờ mình lên cái áo này. Cái này là cái đầm. Cái đầm này size L, đầm vàng size L dễ thương lắm nha mấy chị. Rồi chốt sale đầm này nè. Đó. Rồi chị Hạnh Phạm lấy bộ 500. Cái bộ đó mặc lên không đẹp là không lấy tiền nha mấy chị. Xuất sắc luôn. Ủa cái đầm này size L mà eo như có chút xíu vậy trời. Eo có 68 à. Rồi đầm này eo 68 thôi nha các chị ơi. Dành cho các chị ốm mignon. Eo 68. Cái đầm vàng này dễ thương lắm. Đây. Cổ dày hoặc là mình mặc bẹt vai dày luôn nha, rất là xinh nè. Rồi form này là dành cho các tình yêu 52kg đổ lại eo 68. Chốt sale đầm này 200.000, các chị tin được không? Cái đầm này là 400-500 ngàn, 450-500 ngàn nè. Thằng Văn coi là bộ đen. Bộ đen em hết rồi, chốt rồi. Rồi bây giờ chị nào lấy đầm vàng comment chốt. Cỡ như em Thanh hoặc là chị nào từ 45, 46, 48, 50kg chị mặc cái này vừa. Eo, quan trọng là cái eo nha. Chị Ngọc Trân. Ok, chốt cho chị Ngọc Trân nè. Các chị ốm cái gì chốt nha, eo có 68 thôi nha. Eo 68. Trời ơi, cái này có chút ép rồi ai mặc. Cái này là siêu mini luôn, mỏng là như tờ giấy luôn, nó mới mặc vừa đó. Đó, có chút xíu à. Cái này em Thanh mặc vừa. Cỡ 45-46kg đổ xuống nha mấy chị. Cái đầm này nè, em sale đầm này 200 luôn. Dạ em chốt đầm vàng chị Ngọc Trân rồi. Cái này á là ốm nhôm nhách luôn, mặc mới vừa nha. Rồi, cái đầm này là sale luôn cho mình 200. Trời ơi, đường ngang qua có chút xíu vậy đây nè mấy chị ơi, nó nhỏ dữ lắm luôn. Rồi mình ở nhà chị nào ốm cỡ 40-42kg á, mặc vừa đầm này nha. Hoặc là mình mua cho mấy bé nhà mình. Mấy em nó tuổi teen mới lớn á, mua mấy cái này cho nó mặc dễ thương nè. Rồi đúng eo, eo có 66 thôi. Rồi 200 đầm bông. Đầm siêu nhỏ nha. Chị Nga Thanh chốt cái đầm nhỏ nhí này. Ok, chốt cho chị Nga Thanh cái đầm nhỏ 200. Cái này dễ thương lắm luôn. Đó, cái này là cũng hàng 4-500 đó mà tại nó nhỏ quá còn cái em tặng. Đây, cái này siêu dễ thương nè. Đây. Rồi cái này thì to. Cái này kích ngực to. Đó. Cái này là đầm yếm, đầm dây nha mấy chị. Để em đo ngực này coi nhiêu. Rồi xéo đầm bông này cho mình 250 luôn còn cái. Cái hàng này là 400-500 ngàn đây. Kích 100. Rồi kích ngực 100. Này 60kg đổ xuống mặt vừa. Bao xinh luôn. Đó. Trời ơi dễ thương lắm các chị ơi. Mặt cực mát luôn mùa hè đây nè, siêu mát hả cháu. Trời ơi cái đầm đó chị Nga Thanh, em tưởng là chị chốt cho cháu hay là cho con gì. Cái đầm đó nó có chút xíu à, kim lấy đầm 250, 40kg mặc vừa. Chị pha kim lấy đầm 250. Đây đầm 250 chị pha kim. Chị Ngọc Tuyền chốt hờ chị Ngọc Tuyền. Chị Nga Thanh hả? Cái đầm 200 cho chị Ngọc Tiền. Cái đầm mà 40kg á, phải không chị Ngọc Tiền? Đúng, bấm ok giúp em nha. Chị Nga Thanh ơi, cái đầm 200 là nó có chút xíu, 40kg, 42kg, 45kg thôi. Eo có 66. Rồi bây giờ em Thanh lên này. Đây chị nha. Ngọc Tiền lấy 250. Chị Ngọc Tiền lấy bộ 250 chút hờ. Đây cái này thì em bao luôn đó. Các chị 65kg, 70kg mặc cũng vừa. Này chị Nga Thanh mặc vừa nè.
chị Ngọc Tiền lấy đầm yếm màu cam ấy ha. Rồi bây giờ cái đầm này rất là dễ mặc, nó thiết kế cho mình cái dây cột bên đây nè, đó to đụng vậy nè, rồi các chị mặc tới đâu mình cột tới đó nè, đó cột bên sát nách như thế này rất là đẹp, bầu bí bông chen 70kg mặc vừa luôn, dễ thương dữ lắm. Các chị ốm á thì mình mít thêm cái dây beo nó cho theo nè. Rồi chốt cái đầm này cho em Thanh 300.000. Đó, chị Nga Thanh lấy đầm 300 ha. Nè chốt chị Nga cái này đi. Cái này siêu đẹp. Rồi em sale cái này 300. Đúng không chị Nga? Chị Nga lấy từng manh đầm vàng giúp em nha. Đầm vàng 300. Ôi đẹp lắm. Đó, cái đầm đó là 650 em sale 300. Con cái một thôi. Rồi lên đầm xịn size L nè. Đây. Cái đầm này nó phom dáng suông babidon thấy cưng lắm luôn nè. Mặc lên siêu dễ thương luôn này, như thế này là cái chị size L nha. Rồi em đo eo. Đo eo đo ngực cho mấy chị luôn. Đầm vàng chị nghe hơn. Nó bị gì? À nó bị dính thì đây. Comment cho em Thanh. Cái này nó bị lem màu chút xíu phía sau cho mấy chị. Cái đầm này nó bị lem màu đây nè. Đó, nó lem màu ngay đây nha. Trời ơi, cái đầm xịn kiểu này chết luôn. Rồi, sale đại đầm này tặng với chị luôn 200. Cái đầm này các chị biết không, cái đầm này là 850, hàng cao cấp, chất vải xịn. Nhưng mà cái này nó bị lem, nó bị dính màu gì ngay đây nè. Sau lưng nó phía sau nha, chút xíu ngay đây. Và cái này thì em nghĩ nó ngay cái eo, mình có thể lấy cái dây mình cột lại được. Tại vì cái này nó có cái dây, nó kèm cho mình cái dây nè. Rồi, size L, chị nào vừa chốt, ai vừa chốt size L nha. Đầm xịn. Pha kim lấy đầm 200 nè. Trời ơi nó xinh. Đó đầm lõi nha mấy chị. Đầm lõi dính màu nha. Lưu ý giúp em nha. Rồi lên đầm to nè. Chị Nga Thanh lấy luôn. Chị Nga Thanh lấy đầm bông. Chốt hời chị Nga Thanh. Chị Pha Kim lấy đầm bông. Đầm bông lõi chấm nó dính nè. Nó dính màu nha. Tặng luôn cho mấy chị. Rồi lên tiếp nè. Đây cái này là đầm to, chị Nga có lấy đầm này chốt nhanh giúp em nè. Đó, 350. Cái hàng này là 650 nè. Phơm 65kg. Ok, vừa chị Nga Thanh mặc vừa. Ai lấy đầm xanh thì comment trên Thanh đầm xanh nha. Trời ơi, hàng Hồng Kông. Nhanh lên các chị ơi, con cái một nè. Rồi, comment trên Thanh đầm xanh nha. Đầm xanh em Thanh sale 350. Cái phơm này mặc xinh lắm luôn. Suông nè. Đó, siêu dễ thương, cực kỳ mát. Đó, phơm to mấy chị cứ việc chốt mấy cái đầm này mặc bao đẹp trẻ trung. Đầm xanh 350. Chị nào lấy chốt nhanh nha, chốt chị Nga Thanh nè em. Kiếm cái nào to to lên cho chị Nga Thanh đi cưng. Bung, đó, cái đầm đỏ, Burberry nè, Burberry, to đó, đưa màu đen đây. Đây, cái này to nữa nè chị Nga ơi. Rồi, đầm to. Chị mua hai chai dưỡng thể, like trước sau mà chưa có giao. Bên em gửi chốt hàng chưa chị Tâm An? Gửi chưa em? Rồi để kiểm tra bill lại cho chị yêu. Rồi foam. Đây, đầm Burberry xịn foam to. Cái này là chị Nga Thanh mặc vừa, có lấy bấm ok em Thanh chốt luôn. 800. Em sale cái đầm này cho mình 350 luôn. Một cái màu đen. Rồi nhanh tay lên giúp em nha. Đó. Trời ơi, 65kg, 68, 70kg, chị nào mặc vừa. Chị nào 70kg thì chốt mấy cái đầm này giúp em nha. 65, 68, 70kg mặc vừa. Đầm Burberry xịn siêu cấp 850 nè. Bây giờ còn một cái thôi, em Thanh xe cho mình 350 nha. Đây, màu đen, màu đỏ nè. Rồi màu đỏ. Màu đỏ phơm 65kg đổ xuống. Màu đen thì phơm 68kg, 70kg. Rồi màu đỏ nè, các chị ơi, ai vừa chốt nha. 62, 63, 65kg đổ lại mặt vừa. 350 đầm Burberry xịn. Rồi ơi, cái này mà 350. Rồi, đầm đỏ là size 3X và đầm đen là size 5X. 350 một đầm, bao xịn luôn. Năm bảy ký mặt không vừa chị, 57kg mặt rộng lắm. Cái đầm đó phơm to. Màu đen chị Minh Hằng. Chị Minh Hằng lấy màu đen 350. Cái đầm đó phơm to nha chị ơi.
Chị Minh Hằng bao nhiêu ký chị? Cái form to nha, form nó cái màu đen đó là tới 6-8-70 ký mình mặc vừa nha. Rồi lên sơ mi. Đây. Sơ mi 300.000. Sơ mi Dior. Rồi form 60 ký đổ xuống mặc vừa trên Thanh nha. Sơ mi Dior. Ok chị Minh Hằng 70 ký, ok. Rồi bây giờ Thanh lên cho mình cái sơ mi Dior, chị nào lấy thì mình chốt sơ mi nè. Chị Tâm An comment lại giùm em số điện thoại đi, gửi cho chị không được, sai số điện thoại cho nên chưa gửi hàng được nha chị. Có cái nào 57 ký không? Cái đầm 57 ký hả chị, đợi em chút xíu. Rồi sơ mi Dior em có trắng có đen. Sơ mi Dior giá nhiêu vậy em? 300 209. Dạ cảm ơn chị Yến Thi. Nhà Yến nhận được sữa rồi, ok chị yêu. Rồi bây giờ cái này là 280. Sơ mi Dior 60 ký đổ xuống, màu trắng màu đen, hai màu siêu đẹp. 280 sơ mi Dior nha. Rồi sơ mi này phong to nè. Đây cái sơ mi này phong to nè. Đó. Siêu to luôn. Rồi 60 ký đổ xuống cho em Thanh sơ mi, sơ mi màu vàng ha. Sơ mi vàng giá nhiêu vậy em? 290 sơ mi vàng. Rồi 29 là sơ mi vàng. Sơ mi Dior trắng chị Nga Lê. Nga Lê lấy Dior trắng 28. Sơ mi vàng 29. 60 ký đổ lại nha mấy chị. Cái sơ mi này đẹp nè. Trời ơi đẹp giả man luôn. Chất vải nó mềm nó mượt kinh khủng. Form này 65 ký đổ xuống bao đẹp. Rồi chị nào lấy sơ mi sọc Thanh đang cầm. 65 ký trở xuống. Xuất sắc đẹp nha. Dạ chưa có lên quần quần riêng nha chị Thi Văn Võ. Rồi áo sơ mi sọc em Thanh đang cầm. Chốt sale cho Thanh giá 300 nha. Cái này là 4,5-4,5-500 gì đây nè. Xuất sắc đẹp luôn. Còn cái một 65 ký đổ lại. Trời ơi vải nó đẹp giả man lắm đó chị yêu ơi. Siêu mát luôn. Rồi chị nào vừa chốt nha. Đó sọc Tường Vĩnh. Tường Vĩnh lấy sơ mi sọc 300. Rồi chốt hả chị Hoa Mai. Sọc đi Thiên Ngọc. Có một cái sọc thôi nha mấy chị ơi. Rồi sót cái sơ mi sọc thôi. Bây giờ Thanh lên cho mình cái đây cái sơ mi Dior màu đen. Size này là form 60 ký đổ lại giúp em nha. Ôi vải lụa xịn giả man luôn đây. Xuất sắc. Rồi sơ mi lụa xịn Dior. Qua kho kìa kiếm rồi có gì đem qua đây xếp gì đó đem qua đây lên cho chị đi. Cái này là hàng siêu cấp nha. Em sell cái sơ mi Dior này cho mình giá 300.000 nè, 60 ký đổ xuống. Chị nào lấy chốt nhanh nha, siêu đẹp màu đen. Đây là lụa. Rất là mát và nhẹ. Rồi sơ mi đen 300 Dior. Tiếp tục sơ mi nữa. Đó mấy chị muốn sơ mi em lên sơ mi nè. Cái này là sơ mi LV. Rồi 300 luôn. Đen, trắng và màu da. Vải cực kỳ mát, siêu đẹp luôn nha các chị yêu. Đó, đen trắng da ha. Em Thanh like tới 9 giờ là xuống cho nên tranh thủ thôi. Bây giờ mình còn có 1 tiếng hơn nữa thôi. Rồi, chị nào lấy thì comment màu giúp em 300 ngàn màu trắng, màu đen và màu da nha. Đây, đứa này đây. Lên bộ. Cái này là đầm xịn nha. Đầm xịn Thanh còn số 3 với lại số 4 nè. Đó, các chị ơi, chốt nhanh nè. Đầm chấm bi, cái mẫu này đẹp lắm. Chất vải xịn co giãn, mặc lên form đẹp tuyệt vời luôn. Màu trắng cho chị Ngọc Trân. Có hai chị Ngọc Trân lận nha mấy đứa. Rồi ok. Số 3 và số 4, cái đầm này Thanh có 3x, 4x nha. Lẹ tay lên chốt sale nè các chị. Đầm này là 800. Bây giờ em Thanh còn 2 cái. Bán giá tặng cho các chị yêu là 500. Rồi chị nào lấy đầm chấm bi chốt nha. Ôi đẹp lắm. 3x thì các chị tầm khoảng 65 ký.
Đó, trên 65kg mặc vừa 3X nha. Để em coi cái eo nó nhiêu. 4X là 70kg á. Chị nào 70kg chốt cái đầm này mặc bao đẹp luôn. Chất vải thun xịn co giãn mặt ôm body. Lên body mình nó lift hết mỡ cho mấy chị luôn. Đây, cái này là eo 92. Rồi kéo giãn ra cỡ eo 100 mặc vừa đó mấy chị. Nó giãn ra 100 nha. Đo bình thường là 92. Rồi đầm xịn số 3 và số 4 sale 500. Đẹp lắm luôn các chị yêu ơi. Rồi ai lấy đầm chấm bi thì chốt nha. Số 3 và số 4 4X nha. Rồi chị Minh Hằng lấy cái 4X. Đẹp lắm luôn. Thiết kế đính đá cao cấp sang chảnh, chất vải dày co giãn và foam này nhỏ. Size L này thì L này cái gì tầm khoảng như ký ta. Em đo cái eo nha. Này mặc lên đẹp giả mang lắm luôn. Hàng này chịu mấy đồng. Cái này là eo 72. Rồi cái đầm này eo 72 nha mấy chị. Mặt nó còn giãn nữa nha. Nè. Trời ơi cái chất vải. Đó, cái đầm này nó tới 1,5 triệu lần tại vì hàng thiết kế đính đá xịn. Eo 72. Em sale cái đầm này cho mình giá tặng luôn. Đầm này em sale 600 thôi nha các chị. Cái hàng này là 1,5 triệu đó. Cái đầm này 1,5 triệu nè. Rồi, ngực 88 kéo giãn ra nữa chất 8890 mặt dừa. Nè. Rồi. Chị nào lấy đầm 600 chốt nha. Nhức nhối luôn mà ôm body đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Cái này để mình đi tiệc các chị ha. Xuất sắc. Rồi, hàng 1,5 triệu em sale 600. Ai vừa mình chốt nha, size L. Size L nha, cái đầm xịn thiết kế đính đá sang chảnh. Em sale 600. Trần Ngọc lấy đầm đá 600. Đây, đầm thần thánh. Cái đầm thần thánh em còn cái màu đen tay dài nè. Chị yêu nào lấy chốt nha. Đó, cái foam này tại sao em nói thần thánh? Là tại vì các chị mặc tới đâu nó giãn tới đó. 40 mấy ký cho đến 70 ký mặc vừa. Cái này là 1,5 triệu. Em Thanh còn một cái sale cho mình giá 800. Chị nào lấy nhanh tay lên. Chị Lan Phan đồ đồ thể thao bữa gửi chưa? Thể thao nào vậy ta? Rồi, 800k cái đầm thần thánh, chị nào lấy nhanh tay lên. Rồi ơi, nó rất là đẹp. Em Thanh mặc vừa. Các chị 70kg mặc vừa. Mặc tới đâu nó giãn tới đó. Tháo ra cái foam trở về y như cũ như vậy. Nó không có bị giãn foam giống chị. Cái này hàng xịn Thần Công nè, hàng siêu cấp nè. Rồi, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy cái đầm xịn thần thánh thì comment chốt nè. Có một cái thôi nha. Đó, nó giãn vậy nè các chị nhìn nè. Bao nhiêu ký mình mặc cũng được hết. 68 ký. Rồi có nước mặc đầm này thôi chị ơi. Rồi bây giờ tình yêu nào lấy cái đầm thần thánh này bữa nay. Còn cái em sale 800 nha. Cái đầm này 1,5 triệu. Mặc tới đâu nó giãn tới đó nha. Mẫu này mặc đẹp nè chị yêu nào. Đó, phôm lớn cứ việc chốt mấy cái đầm này đi. Mặc bao sang chảnh luôn ha. Rồi đầm đen 800. Lên cái đỏ luôn. Cái mẫu này em Thanh còn cái màu đỏ nè. À cái này thì màu đỏ thì tay ngắn rất là đẹp luôn. Cũng là đầm đầm dập. Đó, đầm dập ly thần thánh nè. Mẫu này dễ thương lắm, cổ tim tay ngắn ha. Trời ơi nó đẹp nứt ngay cái này ren. Mỏng nha. Rất xinh. Rồi đầm đỏ đô còn cái sale 800 luôn. Các chị nhanh tay lên nha, hàng này 1,5 triệu nha. Rồi đầm đỏ đô. Đó, 40 mấy ký cho đến 70 ký mình mặc vừa. Cái áo cam
À gì? Cái áo đầm đang mặc giá nhiêu? Đang mặc cái đầm đang mặc giá là 500 mấy ta, 550 đúng không? 550 cho mấy chị, 550 hay 58 mấy đứa nữa. 550. Đầm em Thanh đang mặc là 550 cho mấy chị. À, em có size lớn cho mình luôn á. Em Thanh có size 2X luôn, XL với lại 2X nha. XL và 2X. 2X là eo 86. Rất là đẹp, cái đầm này dễ thương lắm. Cái kiểu nó dễ thương. Rồi lên xếp bộ nè. Trời ơi, còn sót một bộ xịn, cực kỳ độc đáo luôn, bộ Dior. Rồi chốt sale bộ Dior này cho em Thanh giá 400. Nhanh lên, phơm có chị khoảng 60kg đổ xuống. Rồi chị nào lấy comment chốt nè. Rất là đẹp luôn, bộ Dior nha. Rồi bộ Dior xịn nên sale 400 nè. Còn một bộ thôi các chị ơi, ai lấy chốt nhanh nha. 60kg đổ lại. Bộ này mặc bụi lắm, các chị ơi nhanh lên nào. Có một set thôi, lẹ tay lên. Rồi chị Lan Phan lấy bộ Dior đúng không chị? Đúng, bấm ok giùm em. Bộ Dior em Thanh đang cầm là sale 400 nha. Quá xuất sắc. Khung cô tông xịn. Rồi chị Lan Phan lấy set bộ. Chị Lê Hoàng Thủy Tiên chốt hờ nè. Bộ Dior đẹp lắm. Diễn Thi có chốt rồi đúng không chị? Rút dây với em. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi Thanh lên đầm. Đầm rút dây phía trước nha mấy chị. Cái đầm này dễ thương lắm luôn. Rất là mát, dễ mặc. Form này các chị tầm khoảng 60kg đủ lại mình mặc vừa. Rồi hai màu. Hai màu hay ba màu? Cái xám kia là gì? Rồi hai màu. Rồi em Thanh lên hai màu, đầm này dễ thương lắm luôn, rất là mát, thun cô tông xịn nha. Đó, rút dây lên vậy nè. Từ bốn mấy ký cho đến 60kg các chị mặc vừa. Chốt sale đầm này cho em Thanh 280. Rồi còn hai cái hai màu thôi. 280 một cái đầm này là 400 mấy 500 ngàn. Rồi, nhanh tay lên giúp em nha. Chị nào lấy thì comment cho em Thanh là đầm 280 nè. Màu đen, màu xám. Đó, mặt rất là mát luôn, cực kỳ modern. Rồi đầm xám, đầm đen 280 nha. Đây em đưa mẫu lên. Rồi lên tiếp áo Dior. Không biết. Không biết lấy gì ạ? Đâu biết đâu, chỉ ok không biết lấy gì. Chị không biết lấy gì, cầm anh lại cái chị ơi. Áo Dior em Thanh đang cầm lẹ lên đi, còn hai cái chị ơi, nhanh tay lên áo xịn. Cái áo Dior xịn này là 300-400 ngàn cái đúng không? Rồi sell áo này cho mình 250. Chị nào lấy áo Dior thì comment chốt 65kg đổ xuống mặt vừa. Đó, rất là đẹp, siêu mát luôn. Rồi 250 áo Dior nha. Còn hai cái thôi, nhìn tay chốt. Áo Diễn Thi. Chốt Diễn Thi lấy áo Dior. Rồi áo Dior cho Diễn Thi. Chị nào lấy áo nữa chốt nhanh nha, áo này đẹp thiệt luôn. Đó, rất là đẹp, siêu rẻ, 250 thôi các chị yêu, nhanh tay lên. Còn cái áo nữa hết, ai lấy chốt áo Dior giúp em. Rồi lên tiếp áo chữ ký nè. Rất là xuất sắc. Áo này có màu hả em? Áo này Thanh còn màu trắng các chị ơi. Form to, dấu quần, áo xịn. Áo chị Nguyễn Mai, thợ này với áo. Áo Dior thì em còn không? Áo Dior nè, thấy qua chốt xếp. Nghe cái bọc của nó nè. Áo Dior còn hết. Hết rồi hả? Rồi em Thanh đang cầm áo này nha mấy chị ơi, chốt nè. Đó, siêu đẹp luôn. Chốt áo này còn được mấy cái? Có cái một hả? Có một cái thôi các chị ơi, em tặng cho mấy chị luôn 200 nè, áo xịn. Rồi nhanh tay lên comment áo trắng 200. 65kg đổ xuống nha. Xuất sắc đẹp. Rồi 200. Ai lấy chốt nhanh luôn giùm em. 65kg trở xuống mặt vừa áo trắng. Xuất sắc đẹp nha. Rồi áo trắng 200. Chắc bộ này còn có bộ hết chưa? Ok chị Yến, cảm ơn chị.
Rồi một bộ sọt thun giấy xịn 290. Còn set tặng mấy chị set này 200 luôn. Chị nào lấy chốt nhanh. 60kg đổ xuống mặt vừa cho em Thanh nha. Đây, bộ thun giấy Chanel xịn nè. Rất là đẹp luôn, nhanh lên các chị. Một bộ thôi hết nè. 200k. 60kg đổ xuống nha. Trời ơi, cái bộ này là tới 290. Bộ sọt cho chị Thiên Nga. Rồi áo nè. Cái này là áo kiểu 65kg đổ lại mặt vừa. Áo kiểu xịn nào các chị ơi, mặc rất là mát. Cái áo kiểu này các chị mặc rất mát luôn nha, nè tay nè. Xuất sắc đẹp luôn. Bộ sọc đó Thanh có cái thôi, chốt hời cho mấy chị thôi chứ có bộ một nè. Bộ kem 200. Rồi bây giờ Thanh lên cho mình cái này nhé. Rất là đẹp luôn ha. 65kg đổ lại. Áo xịn, chất vải thêu cực kỳ đẹp luôn. Sale 250. Trời ơi cái này các chị mặc đóng thùng. Các chị mặc đóng thùng với chân váy hoặc là quần tây đi làm bao sang chảnh luôn. Rồi để ta lên con cái một 65kg trở lại mặt vừa nha. Chốt áo kiểu với em. Áo kiểu 250 nha các chị yêu. Cái áo này là 450-500 ngàn á. Rồi comment cho em Thanh áo kiểu nha. Ai lấy áo kiểu chốt nè. Quá đẹp luôn, 250. Cái đầm này dễ thương, giảm men luôn, màu cánh sen mới chịu nha. Màu hồng sen. Màu hồng sen nha. Rồi bây giờ chị yêu nào lấy thì chốt cho Thanh cái đầm siêu dễ thương này đó. 50, cái này cỡ 52kg đổ xuống nha, mặt rất là tôn dáng luôn, màu ngọc ngay luôn đó, màu hồng sen rất là xinh. Rồi chị nào lấy chốt nè, cái này mặc dễ thương lắm. Xeo đầm này cho mình nha, 200. Siêu cưng luôn. Rồi chị nào lấy đầm màu cánh sen chốt nha, này mặc lên tôn dáng rất là đẹp luôn nha. Mát lắm luôn chị yêu. Đó, mặc lên cực kỳ dễ thương luôn. Đầm hồng 200. Rồi đầm hồng 200. Mấy này còn lẻ ha em. Còn lẻ một bộ rồi đúng không? Rồi chốt nữa nè các chị. Đầm 200 chị Ngọc Trân. Chị Ngọc Trân lấy đầm 200. Rồi mấy cái bộ thun giấy xịn này là 290, em còn lẻ một bộ. Em sale cho mình 200 thôi nha. Chị lo hàng lấy cái hồng cánh sen chút hờn ha. Em có một cái một thôi, cái hồng cánh sen có một cái. Rồi, cái bộ này là 65kg đổ lại mặt vừa giúp em nha. Sale bộ sọt màu đen nè, 65kg chị nào vừa chốt nha. 65kg đổ lại. 65kg đổ lại. Ai lấy chốt nhanh 290. Anh còn một bộ chốt sale cho mình 200. Nhanh lên. Đẹp lắm luôn chị ơi. Xuất sắc luôn. Bộ này là size này là 2X nha mấy chị. Em còn bộ này là một size 1-2X. Các chị 65kg trở lại mặc vừa. Rồi 62, 63, 65kg các chị mặc vừa nha. Bộ sọt sale 200 màu đen nè. Ai lấy chốt nhanh nè. Trời ơi nó đẹp giả mang chị ơi. Sắc luôn. Một bộ duy nhất 2X. Ai lấy chốt nhanh. Bộ sọt cứ Thanh Tiền. Chị Thanh Tiền lấy bộ sọt 200. Rồi bộ này 2X luôn. À, em lên mấy cái bộ sọt một lượt cho coi có còn bộ này. Còn bộ sọt nào 2X không cho chị Ngọc Thanh Nguyễn bộ. Có 2X không? Hết rồi hả? Bộ không? Ừ.
Rồi hết rồi, hết rồi, chốt hờ đi. Ok, bây giờ lên bộ dài. Bộ dài này 2X đó chị ơi. Đây, bộ dài xịn 2X Burberry, sang chậm. Rồi, bộ này là 450, chốt sale bộ này 300 cho em nha. Chị nào lấy chốt nhanh bộ quần dài. Rồi, bộ quần dài này là 300. Các chị nhanh tay lên nha, 450 nè, em sale cho mình 300 ha. Bộ này là mới về luôn nhưng mà còn lẻ một bộ nè. 2X. Rồi, 2X mấy chị 62, 63, 65 ký mặt vừa ha. Bao đẹp. Bộ Burberry quá xuất sắc. Chị Linh Trần lấy 300. Rồi chốt chị Linh Trần bộ 300. Tiếp tục mấy chị ơi, bộ này XL. Chị Jennifer Kim lấy bộ 300 chút hờ, chị Ngọc Thanh Nguyễn chút hờ, cái đó con bộ một thôi. Rồi bộ này XL cũng là Burberry nữa nhưng mà nó là màu nâu bò. Đấy, màu nâu nha mấy chị, đẹp lắm. Đây cái bộ này 300 luôn. XL thì các chị 60 ký đổ xuống mặt vừa giúp em nha. Nè, quá đẹp luôn. Chị Hoa Mai lấy bộ nâu 300. Rồi còn lẻ một màu 2X. Nãy chị nào chốt đó, chốt qua đi. Nãy chị nào chốt hờ kệ nó. Bộ sọt nè, bộ sọt 200. Bộ sọt 200 2X hồi nãy chị nào chốt. Tại vì nó còn lẻ nhưng mà kiểu thì nó nè, hãy qua cho chị đi. 2X đúng không? 2X, bộ sọt 2X em còn bộ nữa nè. Rồi chị Ngọc Thành Nguyễn hồi nãy chốt hồi em có chốt cho chị qua bộ này nha. Đó, bộ sọt 200 nè. Rồi, 290 lần á, em còn lẻ, em tặng mấy chị giá 200. Rồi nhanh lên 2X, chị nào vừa chốt nè. Bộ sọt Chanel 200 còn bộ. Bộ sọt Chanel 200 thanh còn một bộ nha. Rồi ai lấy chốt nè. Dễ hơn rồi. Quá đẹp. Rồi nhanh lên, một bộ duy nhất. 200k bộ sọt Chanel. Chị Phạm Hiền. Okay. Rồi. Bộ sọt. Trời ơi, bộ sọt LV như thế này mà có 150 màu đỏ. Nhanh lên, chị nào lấy chốt. 60 ký, ok vừa. Rồi, comment cho em Thanh bộ sọt. Bộ sọt LV. Bộ sọt 200 là hết trơn, chốt hời cho chị Kiều Nguyên. Em còn bộ sọt LV 150, 60 ký đổ xuống nha. Đây 150. Bộ 150. Chị Yến lấy bộ Chanel mà comment chậm quá. Hết rồi. Ok, bây giờ Phương Long Nguyễn. Bộ đỏ chị Phương Long Nguyễn nè, 150. Cái tổng cái nào ạ? Chị Jennifer Kim bị chậm hoài ta, chấm chấm đi chị. Ủa cho bình luận của mình nổi lên chị yêu. Chốt hờ nha, bộ 150 con bộ thôi. Thanh đang cầm là size XL nè, chị nào lấy bộ màu cam đất. Burberry cam đất size XL. Quá đẹp luôn. 300 nè. Cái này còn một bộ size XL màu cam đất. Đang sale 300, nhanh nhanh lên chị ơi. Bộ 150 hết trơn rồi, có một bộ một thôi. Rồi, các chị bấm like đi nha, để cho bình luận của mình nó nổi lên trước. Mày thêm ấy. Màu cam cho chị Jennifer Kim nè em, ok, chúc mừng chị. Nãy giờ mới được nó bộ á. Rồi, em sale bộ này cho mình 300 luôn. Bộ này size XL luôn nè. Bộ Versace màu nâu rất là đẹp. Đó, 450 em sale 300 nè, nhanh lên mấy chị. Em còn lẻ nha. Chốt hờ. Rồi, chốt hờ cam đất cho mấy chị đi, có một bộ một hà. Bây giờ bộ màu nâu chị nào lấy thì comment bộ Versace XL nè. Bộ XL Versace 300 luôn, rất đẹp. Nhanh lên chứ chị ơi, một bộ duy nhất. Nhanh lên nhé. Ai lấy chốt nhanh, chốt nhanh. Rồi, chị yêu nào lấy thì comment giúp em. Bộ Versace màu nâu 300.000 size XL. Nâu chị Phạm Hiền. Rồi thấy mấy cái bộ nó lẻ lẻ, còn lẻ thấy qua đi cưng. Rồi lên tiếp này nha. Cái bộ này đẹp giả mang luôn mà rất là rẻ nè. Đó, cái bộ này là quần ống suông. Rồi phơm chắc cũng tầm khoảng 60 ký đủ lại mình mặc vừa nha, bộ xám. Rồi bộ này sale 200 nè. Đó, cái bộ cưng xỉu vậy sale 200. Rồi nhanh tay lên nha, chị nào lấy thì comment cho em Thanh. Bộ màu xám 200k.
này chắc cũng tầm khoảng 60kg đổ xuống, hơn 55kg thôi, cái quần nó hơi nhỏ nha. 55kg đổ lại giúp em nha. Rồi bộ bộ màu xám thì Jennifer Kim. Rồi em có bộ màu hồng luôn, 200 luôn nè. Cũng y vậy đó. 55kg đổ xuống nha. Rồi 55kg đổ xuống. Bộ quần hồng. Bộ quần hồng, bộ quần hồng. Chị Trúc Phương Nguyễn bị chậm luôn ha, chút hờ, chút hờ. Rồi bộ quần hồng y chang vậy đó, giống bộ xám nhưng mà nó là màu áo trắng quần hồng cưng lắm. Chị hỏi trắng lấy màu hồng, 200. Rồi bộ màu vàng xịn. Size XL. Đây, cái bộ này đẹp lắm luôn nha. Này, anh sale luôn cho mình 300 nha các chị ơi, nhanh lên. Bộ này là em Thanh còn một bộ nè, size XL nha. Nhỏ quá không lấy. Chị Jennifer Kim không lấy cái bộ màu xám. Chốt qua cho chị Trúc Phương Nguyễn đi. Chị Trúc Phương Nguyễn mặc vừa không, 55kg. Chốt qua cho chị Trúc Phương Nguyễn bộ xám đi. Rồi bộ này XL. XL 60kg đổ xuống, 300k bộ màu vàng rất là đẹp. Em còn lẻ một bộ nha mấy chị. Bộ này 4,5 sale nè. Rồi nhanh tay lên giúp em Thanh nha, 300k. Ai lấy chốt nhanh nè. Rồi nhanh lên nào. Ok chị Trúc Phương Nguyễn mặc vừa ha. XL Thanh đang cầm bộ vàng 300k, rất đẹp. Quần đen áo vàng. Rồi bộ này đẹp lắm luôn các chị ơi, nhanh lên nha. Đó. Rồi. Bộ vàng. Chốt bộ vàng cho chị Khánh Diễm Trần nè. 300. Rồi bộ sọt. Bộ sọt này. Bộ sọt này Thanh còn một bộ. Chị nào lấy chốt luôn, em tặng giá. Này là 65kg trở xuống. Cái chị mặc vừa. Bự lắm này, 60kg đi. 60kg đủ lại giúp em nè. Rồi bộ Gucci, bộ sọt. Bộ sọt Gucci 200. Cái này còn có một bộ thôi nha các chị, em tay lên nè. Rồi 200k. Cái này là 29 theo 200 ha. Còn lẻ một bộ em tặng cho mấy chị. Ai vừa chốt bộ sọt. Rồi chân xỉu luôn. Rồi bộ sọt 200. Nè, nhanh tay lên giúp em nha, bộ Gucci. Các chị lấy bộ Gucci chốt nha. 200 chị Ngọc Trâm. Rồi chị Ngọc Trâm lấy bộ Gucci 200. Mai Sơn Nguyễn chốt hờ. Đây lấy qua bộ này đi nè chị. Chị Mai Sơn Nguyễn lấy bộ này nha. Nè, nó giống nhau thôi, chỉ khác hoa văn thôi nè. Rồi đúng, lấy thì bấm ok giúp em nè. Chị Phạm Cúc, chị Mai Sơn Nguyễn có lấy bộ này bấm ok giùm em. Rồi nhanh tay lên bộ sọt nè. Em còn hai bộ, giơ lên luôn đi. Rồi hai bộ, à không, cái này khác. Rồi bộ sọt 200. Bộ sọt anh Thanh đang cầm, chị nào lấy bấm ok. Nè, chị nào ok lấy qua nè. Rồi, cái bộ này còn size gì, size gì? 2X không hả? Rồi, bộ này em Thanh còn size, 2X nè mấy chị nha. Nhanh lên. XL. Cái này em còn 1XL, 1-2X. Trời ơi, các chị ơi, nhanh lên giúp em tặng 290 một bộ đó. Bây giờ em còn lẻ một bộ XL và hai ba bộ 2X gì nè. Chị nào lấy chốt nhanh. 200 luôn là lấy qua bộ này đi. XL và 2X. Rồi 2X thì các chị 65kg trở xuống đó. XL thì mấy chị 60kg trở xuống. Rồi comment size giúp em. Một bộ XL. Rồi còn lại là hai bộ kia là ba bộ kia là 2X nha. Ai lấy bộ sọt 2X thì chốt 2X. Ai lấy XL chốt XL. Chốt nè, chị Kiều Quyên lấy 2X nè. 200k em tặng, các chị nhanh tay lên đi, nó tới 290 mà tặng nè. Cái 2X mặc chưa? Chưa. Ngọc Hành Nguyễn lấy 2X. Ngọc Hành Nguyễn lấy 2X. Rồi còn bộ 2X với lại một bộ 1X nữa, comment chốt nha mấy chị. Nhanh lên nào. Có 200 thôi, nó rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok chưa? Trời ơi, đó 2X là 65kg. 65kg đổ xuống chị mặc vừa nha. Chị Ngọc Thanh Nguyễn bộ 65kg. Ok. Rồi chị nào lấy nữa chốt nhanh nha. 1X và 2X bộ sọt 200 mà mát dữ lắm luôn, rất là đẹp nha các chị yêu. Rất là đẹp luôn. 290 nha, còn lẻ sale 200. Rồi. Số 1 với lại số 2 các chị comment size giúp em.
Trời ơi, bộ Hermes nữa ha. Một ít cho chị Thảo Phan kìa em. Chị Thảo Phan lấy một ít. Hermes xịn cần size M. Size M này các chị tầm khoảng 55kg đổ lại nha. Bộ Hermes xịn 1.2-1.3 bộ. Bây giờ em sale cho mình giá có 500 thôi. Rồi size M, hai màu, màu xanh với màu nâu, 55kg trở xuống. Cái bộ Hermes cao cấp nè, cái bộ siêu cấp. Chị nào lấy thì comment cho em set sọt Hermes nha. Nè sọt, sọt nâu. Rồi nâu hoặc là xanh. Size M 55kg trở xuống. Bộ xịn là M của nó là 55kg trở xuống mặt dừa nha. M luôn hả em? Rồi một size M hai màu nè. Đó, mấy chị muốn mặc hàng xịn mình chốt cái này. Sơ mi lụa chị đeo màu đen hết rồi chị Phương Mai Tống. Rồi bây giờ nhanh tay lên, chị nào lấy thì comment cho em thân set, set Hermes nha. Có size L nữa. L là cái chị khoảng 65kg, mấy chị mặc cũng vừa nữa. L nó to lắm. Rồi L các chị từ 60-65kg. Cái bộ này em sale 500 nha mấy chị ơi. Cái bộ này nó tới 1.3 một bộ. Đây. Rồi bộ sọt xịn Hermes màu xanh. Màu xanh em có size M và size L. M là mình 55-58kg trở xuống mặt dừa. Còn size L á, là nó to lắm mấy chị, tầm khoảng 60kg cho đến 65kg mấy chị mặc vừa. Rồi ML 2 size. Màu xanh là có size M, size L. Màu nâu là size M thôi nha. Đó, bộ Hermes xịn. Chị nào lấy thì comment màu kèm size giùm em, 500 một bộ. Đầm ông Gucci. Cái đầm này cưng xỉu luôn. Con cái một 3 cái size M. Này còn được 3 cái size M. Chị Thu Hải lấy L. Màu xanh. Màu xanh thì mới có L. Cái đầm này mặc thấy thương lắm các chị ơi. Em Thanh có một cái rồi mặc cưng xỉu luôn, rất là mát. Đó, siêu đẹp nha. Chị nào lấy đầm Gucci chốt nè. Cái đầm Gucci con ông này là con ông xịn thiêu vô luôn nha. Con ông thiêu vô luôn. Đầm 850-900 ngàn. Màu vàng cho chị Khánh Diễm Trần xem mờ. Rồi đầm hông Gucci xem mờ luôn. Đầm hông xem mờ này thì các chị tầm khoảng 53kg. Đúng rồi, màu xanh của chị Thu Hải mới có L. Màu vàng nó có mờ thôi. Rồi chốt cái đầm này cho em Thanh giá sale 400 nè. Đó, mà đi không sang chảnh là không lấy tiền các chị ơi, rất là đẹp. Lớp lót ở trong rất là mềm mịn, mát cực kỳ luôn đây nè. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi nhanh tay lên giùm em Thanh nha. Chị nào lấy comment cho em Thanh. Đầm Gucci 400, 45kg cho đến 53kg mấy chị mặc vừa. Rồi 53-54kg mặc vừa nha. Size M rất là xịn luôn, mặc dễ thương lắm mấy chị, nó rớt vai một bên ha, đẹp lắm. Rồi set đầm dây kèm áo khoác này, xuất sắc đẹp. 60kg đổ xuống cho em Thanh mặc vừa. 700 nè, em sale còn 400 luôn, giả mang chưa. Rồi kèm khoác nè các chị yêu, nhanh lên nha, nó mềm, nó giãn kinh khủng đẹp luôn. Còn một set duy nhất em sale 400. Comment cho em Thanh đầm sọc 400. Đẹp lắm luôn các chị yêu. Cái đầm dây body nha, và kèm áo khoác cho mình, xuất sắc đẹp. Tranh thủ nhanh thôi nào. Trời ơi, đẹp giả mang luôn. Rồi ai lấy comment giúp em nha. Đầm dây kèm khoác. Rồi 400k nguyên set, 60kg đổ xuống mặt vừa. Bao xinh. Đầm vô xì chị hỏi trắng. Rồi chị hỏi trắng lấy đầm vô xì. Rồi Thanh lên tiếp đầm này nha. Cái đầm này xịn hơn nữa. Nó hàng 1.4 triệu nè. Đầm Burberry 1.4 triệu đây. Bây giờ em Thanh sẽ sale cái đầm này cho mình giá bao nhiêu. S, M còn 2 size. Rồi còn 2 size S và M nha. S 52kg đổ xuống. Size M,
size M thì trên 52kg, dưới 55kg. Rồi, các chị comment size S, size M cho em Thanh. Cái này chất của nó là thun xịn co giãn kèm. Cái này là nó mix thêm cái áo này, nó may liền vô nha mấy chị. Rớt vai vậy nè, nó đẹp lắm. Cũng dạng đầm cặp nhưng mà nó may liền vô cho mình, rất là đẹp. Đầm Burberry xịn 1,4 triệu nè. Em sell cái này xuống cho mình còn 700 luôn. Size S, size M, mặc lên rất là đẹp, la bụi lắm luôn các chị ơi. Cái đầm này đẹp giả man lắm đó. Rồi sell luôn 700. S, M, tình yêu nào ớn chốt nha. Đó, size S, size M, quá đẹp. Em Thanh là mặc size S đó mấy chị, xuất sắc đẹp. Cầm dây qua gói khỏi gói luôn chị ơi. Rồi nhanh tay lên, chị yêu nào lấy đầm Burberry xịn thì comment chốt xe cho em Thanh giá 700, size S, size M nha. Đẹp lắm, đẹp luôn. Đó, ủi ủi cái này thẳng ra, cái chỗ này là rớt vai xuống nè. Các chị mặc dễ thương lắm luôn, rất là bụi, cực kỳ xinh luôn. Đó, xuất sắc chưa. Đây, đầm Thanh đang cầm là đầm Burberry xịn siêu cấp nha. Sell 700, size S, size M. 60kg sao mặc size M vừa ta. Chị Mỹ Phương ơi, 60kg em mặc trời. Coi có size L không em? Còn size M của mày, size S, size M. 60kg sao không vừa chị ơi. Rồi Thanh sell áo nè. Đó, cái áo xinh lắm, xinh luôn. Rồi cái áo đen, áo đen này form 55kg trở xuống nha. Sell áo đen này 200, rất là xịn. Áo thun đen 200, quá trời đẹp luôn các chị ơi. 55kg đổ lại áo thun đen. Mấy? Hai ba. Số 2 với số 3. Tầm. Rồi cái bộ này em còn lẻ các chị ơi, sale nè. 2X với lại 3X ha. Màu này còn 2. Cái bộ beo xịn nè. Bộ này là 450. Rồi, em Thanh sale cho mình bộ này 300 đi ha. Rồi 300. Nhanh lên giúp em lẻ nè. Màu xanh đen thì còn size 2X với size 3X hả? Đúng không? Màu xanh đen Thanh còn số 2, số 3. Chị nào 70kg chốt số 3. Rồi 65kg thì chốt số 2. Số 2, số 3, số 5kg chốt số 2 dùm em nha. Đó, bộ beo xịn nè. Cái bộ thun xịn mít beo. Đó, 450 em sale luôn, 300 cho mấy chị còn lẻ nha. Số 2, số 3 comment size dùm em mấy chị ơi, đẹp lắm. Rồi màu xanh đen. Màu đen thì em có một bộ số 2. Màu đen còn sót một bộ số 2 nha. Chị nào lấy chốt nè. Trời ơi đẹp, xuất sắc đẹp luôn. Chị Thiên Nga lấy số 2 màu xanh đen đi. Rồi số 2 em có màu đen nữa nha. Chị nào lấy số 2 màu đen chốt. Số 2 màu đen đây. Số 2 vẫn còn màu xanh đen một bộ và màu chị Nguyễn Mai lấy số 3. Rồi em còn 2 bộ trên tay là số 2 màu đen và màu xanh đen. Rồi nhanh tay lên giúp em. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Sắc, xuất sắc. Cái quần này là mặc thoải mái luôn. Số 2 của chị 65kg mặc thoải mái. Rồi số 2 màu đen chị nào lấy thì comment. Chị Phan Thị Thanh Tuyền ở số 2. Số 2 cho Hoa Mai. Chị Hoa Mai lấy số 2 màu đen. Số 3 em còn màu đỏ. Giá sale 300 tình yêu ơi. Tại vì còn lẻ size cái bộ này nó tới 450 nè. 450 thì em sale 300 cho mình. Rồi số 3 Thanh còn màu đỏ đô. Trời ơi đẹp. Chị nào vừa đỏ vừa số 3 chốt đỏ đô nha. Rồi ai vừa số 3 chốt đỏ đô cho Thanh nè. Đẹp lắm luôn cái chị ơi, chốt đi. Cái bộ này đẹp giả man. Màu xanh đen em còn số 2 nha. Xanh đen Thanh còn số 2. Nhanh sale. Ngồi chấm chấm đi, chia sẻ cái đi mấy chị ơi. Để em Thanh lên cho mình giá rất là sốc luôn nha. Mấy cái này là lẻ size nha mấy chị. Còn một bộ, hai bộ. Chị Thanh Huyền lấy 2X nè.
Rồi chị Hai, chị Thanh Huyền lấy 2x. Màu đỏ đô còn 3x. Ai lấy 3x chốt nha các chị. Cái này mặc nó mát giả man lắm. Chất vải xịn. Bộ màu đỏ, chị Nguyễn Mai đổi qua màu đỏ hả chị? Nè màu đỏ đổi qua, chị nào lấy màu đen nha. 60kg mặc XL chị. Lấy bộ màu xanh đen 3x qua lại. Bộ màu xanh đen em còn 3x nha. Đổi qua cho chị Nguyễn Mai thì còn lại màu xanh đen. 54kg không vừa chị. Còn màu xanh đen nè. Rồi màu xanh đen Thanh còn 3x, chị nào lấy chốt nè. Rất là đẹp, xuất sắc đẹp luôn ha. Rồi ai lấy chốt nhanh. Dạ số 2 màu đen em hết rồi. Chị Bé Dương nè. Chị Tiên La Vọng Tử. Xanh đen của chị Bé Dương. 3x ha chị Bé Dương. Rồi còn đó cái gì đó thảy ra đi, chân lẻ lẻ cứ dịch quăng ra đi, một bộ lẻ ra thảy quăng ra đi. Ừ hả? Cái bộ xịn Burberry rồi, bộ này đẹp dữ lắm luôn các chị ơi, bộ này đẹp lắm, để mặc mùa là mùa lạnh mùa đông nha. Bộ này size nhỏ tầm khoảng 55kg đổ lại thôi, 54-55kg đổ lại nè, rất là đẹp luôn. Trời ơi bộ xịn 700.000. Rồi em sale bộ này cho mình 500 nha. Chị nào vừa mình chốt. Từ 45kg cho đến 55kg mặc vừa bộ này. Đây bộ em Thanh đang cầm. 45 đến 55kg mặc vừa nha. Rất là xịn luôn. Cái bộ này là bộ len. Rồi ai lấy bộ len chốt nha. 500. Hạnh Phạm 500. Rồi chị Hạnh Phạm lấy bộ len 500. Rồi Gucci nè, đó. Bộ Gucci này 3x nè. Rồi xe bộ này 350 nha các chị yêu. Bộ này tay lỡ nha. Đó, bộ Gucci màu nâu tay lỡ. Có số ký chị không? Dạ không có chị, cái bộ đó nó có size đó thôi. Rồi bây giờ bộ Gucci tay lỡ em xe 350. Size số 3. Chị yêu nào mặc vừa số 3x comment chốt giúp em nha. Áo khoác len hả chị? À, áo khoác len bây giờ không biết nằm đâu còn không nữa. Rồi bây giờ chị yêu nào lấy thì comment cho em Thanh là bộ Gucci 350 ha. Bộ này 3 Bé Dương lấy bộ Gucci luôn 3x nè. 350 nè em. XL 3x. Rồi cái này em Thanh có lẻ XL với lại 3x nha. Đây quá đẹp luôn. 350 bộ beo đen. Xuất sắc. Đang cầm là số 3. Rồi em còn XL và 3X, chị nào 54, 55 đến 60kg mặc XL vừa. Rồi 3X thì 65kg đổ xuống cho chị mặc vừa. Số 2, số 3, số 5. À không, 3X là tới trên 65kg mặc cũng vừa nữa. Đẹp lắm. Rồi số 5, số 6, số 8kg cho chị mặc vừa nè. 60kg là mình mặc XL á chị. Bộ này em Thanh có XL nè. Bộ 350 Thanh cầm có size XL và 3X, các chị comment chốt size nha. Size 350 nè. Rồi 350 bộ beo màu đen Thanh đang cầm. Ai lấy chốt nhanh kèm size giùm em. Quá đẹp xuất sắc luôn. Rồi còn lẻ nha, bộ này là 550 một bộ lần đó. Rồi em sale cho mình 350 nha các chị yêu. XL và 3X. Rồi comment chốt size. Cái này còn lẻ XL 3X thôi. Rồi lên cái này là cái áo body. Áo body lưới nha. Body lưới. Rồi xe áo body lưới này 200. Rất là xinh luôn. Form này thì các chị tầm khoảng 55-60kg thì mấy chị mặc được hết trơn á. Tại vì nó là áo lưới giãn. Mặc ôm body rất là đẹp luôn, xuất sắc. Rồi áo ngôi sao. Áo ngôi sao là 200 nha. Chị nào lấy chốt. Áo lưới 200. Áo lưới ngôi sao. Rồi cái bộ này Thanh sale 200 nè mấy chị. Trời ơi đẹp mát.
mắt lạnh luôn, 60kg đổ xuống. Bộ sọc, cảm ơn Giang Thanh, bộ sọc 60kg đổ lại mặt dừa nha, 200.000 bộ sọc. Rồi tình yêu nào, 4 mấy kg cho đến 60kg mặt dừa bộ này, 52, 53, 54kg. Thấy áo ngôi sao chốt, chị Lan Ngọc. Rồi chuột Thanh đang cầm, bộ chuột sọc Burberry. Bộ chuột sọc Burberry ha. Hai trăm k. Chị nào lấy bộ sọc thì chốt. Chị Long An. Chị Long An lấy áo lưới. Rồi bộ sọc 200. Chị nào lấy bộ sọc? Chị Nguyễn Hường lấy bộ sọc 200. Áo lưới. Áo lưới 200 luôn. Rồi, số 4, số 5 nữa nè. Đây các chị ơi. Rồi, ông Thanh sẽ sale cho mình bộ này nha. Các chị lẹ tay lên nè. Đẹp quá. Đó. Cái này là bộ lửng. Rồi, Thanh còn số 4 với số 5. 4X, 5X nha. Số 4 là vậy chứ không nó vừa thôi. Số 4 này cỡ 60kg thôi nha mấy chị. Mình đánh số to thôi, chứ không phải nó to như mấy cái bộ dài lúc nãy đâu. Cái này là cái form nó vừa thôi nha, không to lắm. Số 4 là nhỏ nhất cái ha. À 4, 5, 6 vậy hẹn chị thấy nó nhỏ nè. Số 4 mấy chị tầm khoảng 55kg đổ lại nha. Số 5 thì các chị 60kg dùm em Thanh ha. Đây. Cái này em còn số 4, số 5. Tức là số 4 là 55kg trở xuống. Số 5 là 60kg trở xuống. Hai size. Chốt sale bộ này cho em Thanh. Bộ này là sale cho mình giá 250 đi, cái bộ này là 350 nè. Rồi các chị nhanh lên, em còn lẻ hai bộ. Màu cam. Màu cam đất này siêu dễ thương nè. Đó, mặt nhà cưng lắm, rất là mát nè, thun cotton xịn nha. Này là bộ lửng. Rồi, comment cho em Thanh bộ lửng nha mấy chị ơi, sale nè. 250. 55kg chốt số 4. Từ trên 55kg đến 60kg chốt số 5 nha. Rồi ai lấy thì comment cho em Thanh. Số 4, số 5. Số 4 em có mấy màu này nè mấy chị. Rồi, cái này là màu. Cái này là màu số 5, hàng lỗi chị Thi Nguyễn. Số 5 cho chị Thi Nguyễn. Số 4 em có mấy màu này nha. Số 4 anh đang cầm nha. Này là cam đất nè. Số 5 cho Hàng Phương. Số 5 còn không em? Cái nào còn số 5? Số 5 em còn màu hồng nè. Rồi số 5 chị Hàng Phương lấy màu hồng thì bấm ok giúp em. Số 5 còn màu gì nữa? Số 5 em còn màu xanh rêu nha mấy chị. Rồi số 5 Thanh có màu xanh rêu với màu hồng nhạt. Chị nào lấy comment chốt. Số 4 thì còn nhiều lắm. Số 4 còn đủ màu trên. Nó giống giống nhau kìa. Có 65kg không? 65kg là tới số 6 lần mà hết rồi phải không? Rồi em còn số 4, số 5 thôi. Rồi số 5 thì Thanh còn màu xanh rêu với lại màu hồng nhạt nha chị ơi. Chị nào lấy số 5 comment. Chị Hiền Phương ok là màu hồng nhạt cho chị Hiền Phương nè, số 5. Rồi, chị nào lấy thì comment cho em Thanh số 5 màu xanh rêu. Cái màu đó gạch tới số mấy? Rồi, số 5 em còn màu xanh rêu thôi nha. Số 5 màu rêu, chị Hoa Mai. Rồi, chị Hoa Mai lấy số 5 màu rêu nè. Còn, rồi còn bộ màu rêu nữa. Còn bộ màu rêu số 5 nữa nha mấy chị. Số 4 bây giờ hiện tại Thanh đang cầm một đống màu trên đây là số 4 nè. Em đang cầm đây một đống màu cho mình. Đó. Cái này là màu hồng nhạt. Rồi số 4 anh còn hồng nhạt nè. Màu màu cam đất nè. Màu tím nè. Đó. Màu tím nè. Rồi màu tím. Màu đen luôn và màu đỏ gạch. Màu đen số 4 nha các chị. Rồi màu đen và đỏ gạch. Size nhỏ còn nhiều quá. Đó. 250 một bộ. 4 mấy ký cho đến 55 ký mặt vừa nha.
một đống màu luôn. Chị nào ốm ốm chốt size số 4 các em. Riêng canxi uống vào buổi nào? Còn số 5 không? Dạ hết số 5 đúng không em? Số 5 em còn màu riêu nữa không chị? Đưa đây chị. À chị ơi, cái canxi, cái hộp canxum, cái canxi mà dạng kẹo dẻo đó là mình ăn một ngày 2 viên là mình dùng trong bữa ăn á. Tức là mình trước khi mấy chị ăn mấy chị ăn cơm á là mình lấy một viên cho mình nhai. Ăn nó là dạng kẹo chứ không phải uống hả chị? Dạng kẹo. Nhai ăn thôi, ăn bình thường kẹo dẻo mà. Đó, mình ăn xong rồi mình ăn cơm. Đó, tức là mình ăn kế bữa ăn trong bữa ăn. Rồi, ngày ăn hai lần, sáng chiều cùng em nha. Còn bộ số 5 màu tím đẹp quá. Các chị ơi ai lấy? Số 5 Thanh còn màu tím với màu rêu. Rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em Thanh nha. Nè. Màu tím và màu rêu Thanh còn số 5. Chốt nhanh các chị ơi, đẹp quá, rẻ quá, tặng. Đó, cái này còn lẻ tay em tặng nha, 350 mà em treo còn có 250 cho mấy chị nè. Ok chị yêu. Đây, 60kg đổ xuống giúp em, mặt số 5. Còn rêu với tím. Tím cho chị Trần Út. Chị Trần Út lấy tím số 5. Đây. Ok, em còn số 5 màu rêu nữa hết luôn nha. Cái màu rêu đậm này mặt mát lắm luôn với chị, nó sạch. Rất là đẹp nè, số 5 nè. Rồi chị nào 60kg đổ xuống thì mình mặc số 5. Rồi lên đầm nè. Đây, thêm còn cái đầm này đẹp nhức nhói luôn nha. Xuất sắc đẹp nè. Chị Trần Út cho em xin số điện thoại chốt hàng nha chị. Chị Trần Út comment số điện thoại giùm em nha chị ơi. Các chị có số điện thoại mình mới chốt hàng được. Tức là chỉ cần comment số điện thoại một lần thôi, bên em in phiếu ra là cái số điện thoại của mình sẽ lưu vào trong máy. Chị Thi Nguyễn lấy màu rêu số 5 em. Ok, chị Thi Nguyễn có. Còn rêu số 4 không? Dạ còn, chị Ngọc Trân. Chốt số 4 màu rêu chị Ngọc Trân em ơi. Chị Trần Út comment số điện thoại đi em, chốt cho mình cái bộ màu tím số 5 nha chị. Rồi. Chị Ngọc Trân có màu rêu số 4. Anh lên đầm này sẽ mờ đẹp nè, chị Ngọc Trân có lấy bấm ok nè. Rồi. Eo chị 84 mặt vừa không? Bao vừa chị? Bao vừa luôn. Rồi, cái đầm em Thanh đang cầm nhanh tay lên nha, size M. Size M thì các chị tầm khoảng để em đo cái eo với cái ngực nha. Còn một cái gì ạ? Một tím. Kích ngực là 90. Cái này nó xuông xuống cái eo. Đây, để coi cái eo bao nhiêu. Cái eo là 80. Cái eo là 84. Rồi, ngực 90, eo 84. Cái đầm này mặc dễ thương lắm nha mấy chị. Em còn cái size M. Đây, size M. Size M này mà eo tới 84 nè. Đó, cái kiểu này, cái kiểu nó dạng nó chữ A cho nên rất là dễ mặc luôn. Tầm khoảng M này các chị tầm khoảng 53-54kg đổ lại mặt vừa nha. Rồi, chốt sale đầm này. Cái đầm này là tới 650. Em sale đầm này cho mình giá nhiêu? 400 thôi nha. Còn cái size M, chị nào mặc vừa chốt nha, size M. Bao cưng luôn, xin xin. Đầm tay chấm bi. Rồi em Thanh lên áo này size 2X là các chị khoảng 65kg mặc vừa nè. Đó, cái áo này mà có 200 thì nó rẻ banh nóc. Đây, áo xịn, áo nhung xịn, tay cánh dơi chấm bi, mặc lên form rất là đẹp, sang chảnh luôn. Cái áo này mà sale 200 thì nhanh tay comment giúp em nha. Sao cái này nó nhiều, nó comment này không hiểu luôn á trời. Là comment bán số đề hả? Nó máy chạy bằng điện, còn người chạy bằng cơm thì dán chặn bằng tay đi. Nó bán số đề hả gì? Tôn đó bà. Đầm xanh. Còn chị, cái đầm em đang mặc còn nha chị yêu. Chị Trúc Phương Nguyễn. Đầm Thanh mặc 550, mẫu mới về dễ thương lắm luôn nè. Cái này là đầm mà đầm von xịn. Áo này 200 ai lấy? Cái gì kêu? Rồi,
Bây giờ ai lấy cái này comment cho em Thanh nha. Áo 200. Đây là áo này, áo xịn Burberry. Sale 200. 60 mấy cái bọc sử dụng lại đi, chừng nào vô cho khách thì hả, vô bọc mới. À, đầm xanh em mặc. Ừ, con này chị. Rồi, bây giờ Thanh Linh cái này nha, kéo khoét. Áo khoác, áo khoác siêu đẹp Dior. Ok chị Trúc Phương Nguyễn. Đây nè chị yêu ơi, cái đầm này siêu dễ thương luôn. Chị bao nhiêu ký? Rất là đẹp luôn. Em kéo xuống cho mấy chị xem cái form nha. Form nữ hương. Rồi, mẫu này nó có size XL với lại 2X. Em đang mặc XL á. XL. Thì cái form nó dày mặc thoải mái nha, nó ôm quá thì khó chịu lắm luôn. Đây, cái form này em mặc hơi rộng chút xíu, tại vì eo có 64 thôi. Cái chị eo mà khoảng 70 mặc cái này đẹp nha. Eo khoảng 70 là mình mặc cái này đẹp. Rồi chị nào mặc đầm em Thanh đang mặc thì mình comment chốt size. Em có XL với lại 2X. 2X là eo eo 86 nha mấy chị. 2X eo 86 luôn. Rồi sale cái áo khoác Dior. Này là thun nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn ha. Em sale áo này 300 cho mình nè. Cái áo này 600 lần á. Rồi dây kéo. Đây là khoác thun, dễ mặc lắm, 60 kg đủ xuống mặt vừa. Rồi ai lấy khoác thun thì cùng anh chốt cho Thanh khoác thun. Khoác Dior bao sang chảnh luôn, 60 kg đổ xuống mặt vừa nha. Sale 300. Cho chị lên cái xếp bộ. Em Thanh lên xếp bộ. Xếp bộ này là size 4X. Quá xịn luôn. Bộ ni 4X các chị yêu ơi. Rồi chị nào khoảng 68-70 kg chốt 4X nè, 800 một set. Bây giờ em Thanh còn một set lẻ, em sale cho mình 500 thôi nha. Rồi chị nào lấy set ni thì cùng bên chốt 4X nè. Trời ơi đẹp ngất ngay trời mây luôn. Chất của nó giãn và nó dày mình, cực xịn luôn nè Hồng Kông. Rồi bộ ni 4X sale 500. Này cưng, bộ ni 4X sale 500, chị nào vừa mình chốt nha. Quá xuất sắc. Rồi bộ xịn cao cấp. Xuống này đi. Cái này cộng bộ hay vậy? Hay là bị xả, bị xả hả? Không cọc. Cái này không chịu cọc. Rồi cái bộ này đẹp muốn xỉu luôn nè mấy chị. Cái bộ này là để mình mặc đi biển, rất là xinh như thế này nha. Nó kèm cho mình cái áo bra bên trong nè, thấy cưng lắm luôn đó chị. Đó cái bra bên trong nha. Rồi nó kèm cái áo khoác với cái quần sọt. Chừa bộ này đi để dành đi biển. Biết khiếp nào đi biển. Rồi mà vô đi biển bàn năm trước nó năm nay luôn á. Rồi thấy sợ quá. Dịch làm sao mà đi. Ra biển mà chơi với cái chị không ấy, chơi với cá mập thôi. Chị cá đuối chơi với người ta. Lấy bộ 60kg màu đen chị Mỹ. Chị Mỹ Phương. Chị ơi 60kg không có, em có một bộ một thôi 70kg 4X. Chị nào mặc vừa 4X chốt bộ ni nha. Này xinh lắm. Đấy, cái form này thì nhỏ thôi, cái chị tầm khoảng 52kg trở xuống. Nó kèm cho mình cái áo khoác. Đó. Rồi cái áo bra bên trong và cái quần sọt. Nguyên set này bữa hổm nhiêu em? Có 390 rồi hả? Rồi set đi biển, chị nào lấy thì comment chốt cho em Thanh nha. Set đi biển siêu cưng luôn, 390. Chị đủ đi Phú Quốc chơi rồi. Chị áo trắng đủ đi Phú Quốc. Trời ơi, đi mùa này, mùa này không dám đi đâu hết trơn luôn mấy chị. Dịch giờ khổ ghê, muốn đi đâu cũng dám đi hết trơn. Đi Phú Quốc thì còn gì bằng nữa ha. Rồi bộ này, bộ này là 390 nha các chị.
52kg đổ xuống nha. Nào lấy đi bên trên Thanh. Cái này gì đẹp như vậy? Rồi áo khắc jean. Rồi Thanh lên luôn áo khắc jean nha mấy chị ơi. Đây, còn size gì? Có một cái một size 3X khắc jean. Khắc jean 3X nè mấy chị ơi. Đó, chị ơi nào lấy thì cùng bên chốt nha. Cái này là nó giãn. 3X này thì các chị tầm khoảng 60kg thôi. 60-62kg mấy chị mặc vừa nha. Cái này là nó co giãn cực kỳ luôn. Và form này là form ôm. Áo khắc riêng mà giãn form ôm body đẹp lắm luôn ha. Cái áo này 800.000 áo nè. Còn cái một sale cho mình. Sale luôn cái này cho mấy chị 500 ha. Rồi chị nào lấy khắc riêng chốt nè. 500 size 3X. Form này 60kg, 60-62kg đổ xuống mặt vừa. Quá đẹp. SML. Đây. Quần legging Burberry. Các chị thấy đẹp giả man chưa? Đó, mặc ôm nha. Mặc tới đâu nó ôm vô tới đó sát người mình luôn. SML. Thì cái này size L các chị tầm khoảng 60kg mặc vừa nha. Size M thì dưới 60kg, từ 55. Các chị 55, 58, 60kg thì mặc size M ở size L. Rồi chị nào dưới 55kg mà trên 50kg thì mặc size M. Ai dưới 50kg chốt size S giúp em. Rồi SML. Quần này sale. Cái quần này sale có bao nhiêu ta? Rồi, cái quần này xịn cực kỳ luôn á. 500-600 ngàn cái. Em sale cái quần này cho mấy chị là bữa hôm sale đi cơ. 299k. Rồi ai lấy quần quần legging thì chốt nha. Cái này mặc là lên là nó ôm. Ôm tới bụng trên cho mình luôn đẹp lắm. Quần legging Burberry xịn SML. 3 size. Sale 299k. Mới đầm Fendi đó hả? Hay là áo Fendi gì ạ? Con cái ngọt hay vậy? Chị Thanh Thúy lấy áo jean 500. Chốt áo jean 500 chị Thanh Thúy. Ok chị. Rồi bây giờ Thanh Linh gắn gắn dây điện vô chị cho mấy. Còn chút xíu mà cũng hết pin nữa mới ghê chứ. Cái này còn có một cái chị Hoa Mai. Hoa Mai lấy phát jean. Dán chung vô chị Hoa Mai đi. Trời ơi cái khoác cái bộ này đẹp. Cái đầm này đẹp lắm luôn nè tình yêu ơi. Chị Hoa Mai lấy đầm này mặc đẹp nè chị yêu. Trời ơi cái đầm Burberry ở trong đầm Fendi. Đầm này size 2X các chị ơi. Đẹp lắm luôn, nhức nhói. Đó, ngất ngay trời mây luôn nha. Quá đẹp. Co giãn nha mấy chị. Đầm xịn lúc nào cũng giãn chứ. Đầm này 800 em sale luôn cho mình 500. Còn có một cái một nha. Size 2X. Cái này là kích ngực. Kích ngực 100. Cái này dạng suông chữ A thì cũng dễ mặc lắm luôn. Đó, eo nó tới 92. Rồi, chị nào lấy cái đầm 2X thì chốt nha. Đầm Fendi siêu đẹp. Đó, xuất sắc. Cái chị tầm khoảng 60kg là mặc được cái đầm này rồi. 60, 62, 63kg mặc cái này được nha. Cái form này không to, form vừa. Rồi 500k. Đầm em mặc là Hồng Kông. Đầm em mặc là hàng Hồng Kông nè chị. Đẹp lắm, rất là dễ thương. Cái phần này nó mít ren nha. Đó, chỗ này ren. Rồi cái đầm Fendi anh Thanh đang cầm là sale 500. Cái đầm này 800. Số 2, đầm này là 2X. Nhưng mà form nó là form vừa thôi. 60kg, 62, 63kg mới gì mặc vừa. Đầm Fendi 500 SM. Chị nào lấy chốt nhanh. Rồi đúng rồi, cái đầm này không biết đời. Mới lấy ra like luôn. Size. Size gì có chút S. Chốt cho chị cái đầm Fendi cho chị Hoa Mai kìa em. Chị Lan Anh đứng lên xem cái đầm đúng không chị yêu. Rồi
cái mẫu này em Thanh đang mặc cho mấy chị. Em Thanh không có size nhỏ, tức là cái mẫu này là chỉ có size XL với lại 2X thôi. Nhưng mà cái khôn này là khôn vừa thôi, nó không quá to. XL em Thanh mặc rộng có chút xíu à. Đó, rộng hơi rộng thôi, mấy chị mặc vừa thì nó sẽ ôm cái này xinh lắm nè. Đó. Rồi, đầm em đang mặc là 550 cho các chị yêu. Các chị mặc vừa thì cái eo nó sẽ ôm vô như này nha. Đó, rất là xinh. Rồi XL và 2X. 2XL 86. XL chắc eo tầm khoảng 75-78 gì đó, em thấy rộng. Rồi XL và 2X. Dễ thương lắm. Cái đầm này nhỏ quá. Đầm này size SM. Chị nặng 54kg. Chị 54kg mặc XL là vừa đó chị. 54kg cái phone này nhỏ cho mặc XL là vừa rồi. Lấy bộ trắng đi biển cho chị Ngọc Trân. Lấy bộ trắng đi biển cho chị Ngọc Trân 399 399. Chị Loan An, chị lấy cái đầm em Thanh đang mặc là chị mặc vừa đó. Tại vì cái này là phone nó nhỏ, XL mà em Thanh mặc về là mấy chị biết nhỏ đó. Rồi 54-55kg mặc vừa XL này. Đây Thanh lên cái đầm này. Đó, đầm này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Nhưng mà cái này phơm nhỏ nha. Đó, SM 2 size. Tay dài cổ tim body. Rồi đầm body cổ tim siêu đẹp luôn. Xuất sắc đẹp. Rồi chốt chị Ngọc Trân bộ trắng đi biển 390 thôi chị. Rồi chốt cái đầm này cho em Thanh mới về. Chưa lên lần nào luôn. Bây giờ lên cho mấy chị giá sale luôn, chốt cái đầm này 350 thôi nha. Đó, siêu đẹp. Đầm body cổ tim tay dài. SM. Cái chị ở mớm mặc mấy chốt mấy cái đầm đó mặc đẹp lắm. Rồi còn sót một cái áo cực xịn. Đây. Áo này form 65kg mặc vừa nha. 65kg đổ xuống mặc vừa, tức là như em Thanh thì bốn mấy ký mặc lên cũng đẹp nữa. Tại vì cái vải này nó giãn và cái form nó là vừa. Đó. Rồi 500. Để cho chị cái đó là cái nào vậy ta? Chị Phương Mai Tống lấy nào chị? Đầm đen chị vừa không? Đầm đen là em Thanh có size M. Thì size S là mấy chị dưới 50kg, size M tầm khoảng từ 52-54kg thôi. Size M. Chị Thi Vân Võ là chỉ bao nhiêu ký ta? Cái áo đang cầm cho chị Phương Mai Tống. Cái áo này là em Thanh sale cho mình 350, chị áo này 500 lận. Chốt chị Phương Mai Tống rồi. Chị mặc size L đúng không? Cái đó anh L chị mới mặc vừa, mà cái áo em thì chỉ tới size M thôi, cái đầm chỉ tới size M thôi. Rồi chốt cái áo này. Trời ơi, cái áo này nó đẹp kinh khủng lắm luôn. Cái áo sọc em có một cái thôi chị Jennifer Kim ơi. Rồi bây giờ Thanh lên cái áo chuột nha. Áo chuột này chất của nó là vải lụa xịn, nó rất là mát, cực kỳ mát luôn. Đây à, chị 57kg phải mặc size L. Rồi chốt sale áo này 200 nha. Đầm ren. Ok. Cái đầm xanh em Thanh đang mặc là 550 nha chị Loan An. 550 chứ không phải 500 nha chị yêu. Cái này XL còn em hay có một bộ nữa. Rồi ok, để em chốt cái này XL chị 550 nha chị Loan An ơi, chứ không phải là 500. 550 nha chị. Chị Vì Bá lấy áo lụa 200 nè. Rồi áo Givenchy sale luôn 200. Cái này em Thanh có một cái màu xám là đẹp quá nè. Form 60kg đổ xuống áo chiều. Cái màu này lên đẹp ghê luôn nè. Đó. Rồi áo xám 200. Comment cho em Thanh áo xám nha 200. Áo trắng 200 luôn. Rồi áo trắng 200 luôn. Đó, cứ chốt thôi, siêu đẹp, 60kg đổ xuống. Áo xám 200, áo trắng 200.
Rồi em còn một cái áo Balenciaga màu trắng đẹp quá đó chị ơi. Đó, áo 4,5 nè. Rồi chốt áo này cho em Thanh 3,5 thôi nha. Còn cái siêu xịn luôn, 65kg đổ xuống. Rồi, comment cho em Thanh là áo trắng. Áo trắng em Thanh đang cầm 65kg đổ xuống Balenciaga, rất đẹp, 350. Cái Balen này để chung với cái áo Chanel. Giơ cái Chanel đen lên luôn đi cưng. Rồi Thanh lên bộ bộ beo. Trời ơi, bộ beo này đẹp lắm luôn các chị ơi. Rồi, bộ beo quần dài, tay dài, thun lạnh. Cái này là thun cô tông lạnh, nó mát lắm luôn, bộ XL, bộ LV. Rồi, bộ tay dài beo LV, em Thanh sale bộ này 250 thôi. Mấy chị thấy rẻ, giả mang hơn bộ này là 450-500 ngàn nè. Cái này mặc đi nắng là rất là ok luôn. Tại vì chất vải nó rất là mát, mình để mình chống nắng được, đúng không? Rồi, nguyên set beo. Chị nào lấy set beo Thanh đang cầm. Form này 60kg trở xuống mặt vừa. Áo trắng là mới lên hả? Blend, áo trắng. Rồi áo trắng Blend 350 chị Phạm Hiền. Bộ beo 250, 60kg đổ xuống. Chị nào lấy bộ beo. Quần dài áo tay dài luôn. Đây. Sót một cái áo Chanel cực xịn. Chị chốt Burberry hay là may gọi điện. Ok chị pha kim. Cái áo này nó đẹp, cực kỳ đẹp, 65kg trở xuống. À, cái này là giá nhiêu ta? Mấy trăm em? 650. 650. Áo này đặc biệt, áo này là hàng xịn, thị trường người ta bán 900 ngàn. Mấy chị, rồi cái này mấy chị 65kg trở lại mặc cho em Thanh nha, đẹp lắm. Áo Chanel màu đen 650, mét 7, 65kg vừa hông, hồng liên trần. À, cái nào chị? Mét 7, 65kg là mặc vừa áo này nè, mặc vừa cái áo Chanel Thanh đang cầm nè. Rồi chị nào lấy áo 650 thì chốt áo Chanel 650. Em Thanh còn một cái thôi nha các chị yêu. Bộ beo không vừa đâu chị. Bộ beo là chỉ 60kg thôi. Bộ beo 250 là 60kg đủ lại mặc vừa. Rồi bây giờ chị nào lấy áo Chanel em Thanh đang cầm thì chốt nha. Một cái duy nhất 650, bao đẹp luôn. Rồi cái bọc của chúng ta bỏ vô lại. Rồi quần Chanel size 29. Cái quần này là quần jean xịn, jean thun xịn Chanel co giãn, size 29 nha. Anh đo đầm đen lúc nãy size M dùm chị. Cái đầm đen lúc nãy size M đâu rồi? Lấy cái size M ra đo dùm chị coi, coi cái eo nó giãn ra nhiêu, kích ngực nhiêu. Ok chị Thi Vân vỏ. Cái quần em Thanh đang cầm là size 29 nha mấy chị. Quần xịn nè. Quần 800 em sale cho mình 500 thôi nha. Quần Chanel lấy size M. Cái quần Chanel Thanh cầm là jean thun mềm co giãn, mặc rất là thoải mái, rất là đẹp luôn. À, cái này là Thanh sale cho mình 500. Chị nào mặc vừa size 29 chốt nha. Cái này cái eo nó có chút xíu mà chị. Quần có 31 không? Cái em đang cầm là xe máy. Quần em có xe 30 rồi, hết xe 31 chị. Cái này mà nó giãn ra cỡ eo cỡ 80 á chị. Cái này là foam body, mặc ôm giãn eo cỡ 80 vừa nha chị. Kích ngực nó giãn ra cỡ trăm. Cái này là body nha mấy chị, mặc vô là nó ôm nha, ôm. Và nó sẽ giãn ra. Ví dụ như eo mình từ 70 cho đến 75 80 là ok mặc vừa. Nó sẽ ôm theo cái eo và cái kích ngực là tối đa là 100 mặc vừa. Chị mặc vừa không chị Thi Vân vợ? Rất là đẹp luôn. 350 ha, đầm cổ tim body màu đen. Chị yêu vừa thì comment ok em Thanh chốt nha. Rồi lên quần size 30 nè. Quần em jean. Chị Thi Vân vỡ. Rồi chốt cái áo em mời chị Thi Vân vỡ đi. Quần Hermes Thanh còn size 30. Chị nào mặc vừa chốt nè. Đó em sale cái quần này 500 cho mình nha.
Còn size 30 thôi. Quần Hermes xịn. Size 30 hay vừa chốt nha chị. Rồi cái quần này đính đá. Quần đính đá size 30 luôn. Rồi sale cho mình 500 luôn nha. Rồi hết nè. Rồi đúng 9 giờ xuống luôn. Hết like. Ok. Bye bye các chị yêu. Cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Để ngày mai em khi mà em like em sẽ thông báo trước cho mình. Rồi, em biết ngày mai là tại vì cũng bận công việc. Để chiều mai xem có like kịp thì chiều mai em like, còn không thì chiều mai. Rồi bye bye các chị yêu. Cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Áo đen không có sale hả? Áo đen nào chị yêu? Dạ cái áo đen nó không có sale. Tại vì cái áo Chanel đó là áo xịn. Thị trường người ta bán 900 mấy, em Thanh bán có 650 thôi. Quần đá chị Nguyễn Hường à? Chốt đi. Chị Nguyễn Hường lấy cái quần quần đá. Quần đá hãy qua đi tìm. Quần đá 500 đi chị Nguyễn Hường. Ok chị Nguyễn Hường có quần đá ha. Hello. Quần đá chị Thi Nguyễn. Chốt hờ cho chị Thi Nguyễn. Quần đá. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Trân. Biết đường đưa quá trời. Rồi ok. Đưa ngay chân nó tắt tiếng ngay đi thôi. Rồi bye bye các chị nha. Chị Nguyễn Mai lấy áo Chanel. Chốt áo Chanel chị Nguyễn Mai luôn đi Bi. Đâu áo Chanel đâu rồi. 6,5 á. Áo Chanel 6,5 đâu chốt chị Nguyễn Mai. Cái áo xịn đang nằm chọc trong cái bó nè. Mai em lên đồ bộ lửng trung niên. Dạ ok chị, để ngày mai em lên coi còn bộ lửng em lên nha chị Trần Út. Ơi, ở đây bộ nào? Bên cái bộ hồng ta. Rồi ok, bye bye các chị. Đều như cái mùng.